chương 321, thiên âm phong châu dị động. Lăng tiếu vô cùng ôn nhu cởi dày vải của cát bối hân ra, lộ ra đôi chân ngọc bóng loáng bên trong, ngón chân nhỏ nhắn tinh xảo như búp măng. Lăng tiếu thầm than trong lòng. Ông trời sao mà bất công quá, rõ ràng là một nữ nhân hoàn mỹ như vậy biến thành tàn phế, đây quả thực là quá tàn nhẫn. Lăng tiếu véo nhẹ chân một cái, toàn thân cát bối hân giống như bị điện giật, trong miệng thiếu chút nữa phát ra tiếng kêu khó xử. Gương mặt kiều diễm cúi thấp tận ngực, không dám trực tiếp nhìn kẻ nào, ta đi chuẩn bị bữa tối trước, cắt đồ liếc mắt nhìn cháu gái cùng lăng tiếu, nói xong rời đi. trước kia cháu gái của mình nhìn thấy người xa lạ thì kinh hãi, không có ai đến gần được. như lăng tiếu là lần đầu đến đây, cháu gái của hắn không có phản cảm chút nào, còn cho hắn xem chân, cho dù hắn là già già cũng khó khăn. hy vọng tiểu tiếu thật sự có thể lấy ra sinh cốt đan, đến lúc đó cho dù cho bối hân đi theo hắn cũng không bôi nhọ nàng. trong lòng cắt đồ cảm thán một tiếng, hắn nhanh chóng rời đi lăng tiếu cũng không phải y sư nhưng hắn là luyện dược sư hơn nữa lại là võ giả càng hiểu kết cấu thân thể con người hắn đặt nhẹ ngón tay vào lòng bàn chân huyệt dũng tuyển của cát bối hân rót chút huyền lực vào ai ngờ lúc này thiên âm phong châu trong thức hải của hắn tỏa ra hấp lực cường đại a à, cát bối hân giống như bị hấp lực ảnh hưởng dưới chân sinh ra đau nhức trứng lên làm cho nàng kinh hô thành tiếng lăng tiếu không biết đây là tình huống gì hắn buông chân của cát bối hân ra thì phát hiện ngón tay của mình không khống chế được vẫn dán chặt vào lòng bàn chân cát bối hân ngay sau đó hắn cảm giác được một đạo năng lượng âm lãnh từ huyện dũng tuyền của cát bối hân rót vào trong tay của hắn trong lúc nhất thời lăng tiếu cũng không rõ xảy ra chuyện gì hắn thật sự không nghĩ tới cát bối hân là một nữ tử bình thường có năng lượng lớn như thế nhưng mà nhìn qua bàn chân trắng bạch của cát bối hân trở thành nâu đen cảm giác giống như chúng độc chẳng lẽ trong cơ thể nàng có âm sát khí lăng tiếu nổi lên nghi ngờ Lăng Tiếu nhìn qua thần sắc thống khổ của cát bối hân cái, lập tức cắn môi cắt đứt hấp lực. Lăng Tiếu đứng lên, chỉ cảm thấy huyền lực trong người của mình tăng trưởng thêm vài phần, chuyện này quá không tưởng tượng nổi. Ngươi không sao chớ. Lăng Tiếu nhìn thấy cát bối hân thần sắc tái nhợt thì ôn nhu hỏi ta. Ta không sao, cát bối hân có chút cả lăm đáp. Cát tiểu thư, trước kia ngươi có luyện qua huyền công nào không? Lăng Tiếu thấy cát bối hân không có khác thường, lúc này hỏi ra nghi vấn của bản thân. Không có, không có luyện qua cát bối hân dường như bị cả lâm nói chuyện không thuận cát tiểu thư không ta gọi ngươi là bối hân nhé hai chúng ta tuổi không cách biệt rất phù hợp làm bằng hữu đúng rồi vừa rồi ngươi cảm thấy rất đau sao lăng tiếu nghĩ biện pháp kéo gần quan hệ với cát bối hân để hỏi rõ tình huống là có đau một chút cát bối hân có chút gật gật đầu đáp chân ngươi trước kia có bị như vậy không không có vậy à chúng ta thử lại lần nữa xem có thể chứ lăng tiếu nhẹ giọng hỏi Cát Bối Hân do dự một chút vẫn gật gật đầu, sau đó gương mặt nghiêm nghị. Nếu Cát Bối Hân không có luyện qua huyền công, Lăng Tiếu cơ hồ có thể để xác định suy nghĩ trong lòng của mình, lúc này lần nữa đặt ngón tay vào huyệt Dũng Tuyền của Cát Bối Hân. Tình huống vừa rồi lại át hiện, hắn cho hấp lực hấp thu thỏa thích, mà chân, ngọc của Cát Bối Hân mặt ngoài nổi lên màu nâu đen, tuyệt đối là âm sát khí. Lăng Tiếu khẳng định suy nghĩ, lúc này tùy ý hấp thu dòng năng lượng kia, đồng thời không quên an ủi Cát Bối Hân người kiên nhẫn một chút rất nhanh là tốt rồi tính cách của cát bối hân cũng coi như kiên cường cắn chặt hàm răng không hề phát ra âm thanh nào lăng tiếu không nghĩ tới âm sát khí trong người cát bối hân rõ ràng không ít hút nửa canh giờ mới dừng lại âm sát khí tiến vào trong người của lăng tiếu đối với hắn cũng không có tổn thương gì ngược lại hóa thành hai đạo năng lượng một đạo tiến vào trong đan điền một cái tiến vào trong thiên âm phong châu lăng tiếu chỉ vừa đột phá huyền sĩ cao giai không lâu hôm nay hấp thu âm sát khí của cát bối hân thì hắn đạt tới huyền sĩ cao giai tầng giữa càng làm cho lăng tiếu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn thật sự không nghĩ tới âm sát khí trong người cát bối hân lại nhiều như vậy lăng tiếu bình phục huyền lực bành trướng trong đan điền đứng lên nhìn qua cát bối hân đã ngất đi lúc này nội tâm tê dần vừa rồi chỉ lo hấp thu năng lượng cho mình lại quên cát bối hân chịu đau đớn lăng tiếu móc đan rực ra nhét vào trong miệng nàng sau đó đưa chút huyền lực vào người cảm giác như thế nào rồi lăng cười hỏi cát bối hân né qua ánh mắt lăng tiếu, nhàn nhạt, nhạt nói không có việc gì. lăng tiếu nhìn qua cát bối hân động lòng người trong găng tấc, trong nội tâm khẽ động không hiểu, vỗ về lòng bàn tay trắng nõn của nàng. tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi đứng lên lần nữa. thân thể cát bối hân run nhảy nhẹ, muốn tránh qua tay của lăng tiếu, nhưng mà phát hiện bàn tay to hữu lực, lại ẩn chứa ý ôn hòa, làm cho nàng sinh ra cảm giác tin cậy không hiểu. nàng cố lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn lăng tiếu, kiên định gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Lăng tiếu nhách môi cười cười, vươn tay ra chỉnh vài sợi tóc mất trật tự trên gương mặt cát bối hân, khen, bối hân ngươi thật đẹp, có lẽ trời xanh đố kỵ dung mạo của ngươi mới không cho ngươi đứng được, nhưng mà làm người thì phải nghịch thiên mà đi, chân của ngươi sẽ đi được, đi ngắm nhìn vạn vật của thế gian. Cát bối hân nghe lời này, thần sắc trở nên hướng tới. Ta thực có thể chứ? Đương nhiên, chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Lăng tiếu phi thường khẳng định đáp. Ân, cát bối hân đáp nhẹ một tiếng, "Đến, ta ôm ngươi đi tới đại sảnh ăn ít đồ." Lăng Tiếu nói một tiếng, cũng không quan tâm Cát Bối Hân có nguyện ý hay không, trực tiếp ôm ngang nàng. Cát Bối Hân không có chút phản kháng nào, còn phi thường thuận theo ôm cổ Lăng Tiếu, đầu tựa vào ngực của Lăng Tiếu. Nàng phát hiện mình đã hoàn thành tiếp nhận sự tồn tại của Lăng Tiếu, cũng tiếp nhận cảm giác có hắn, nàng cảm thấy ở cùng hắn có an toàn và che chở, giống như trong tối tăm ông trời an bài hắn thuộc về nàng. Trên đường đi những người giúp việc kia nhìn thấy Lăng Tiếu ôm tiểu thư của bọn họ, Nhìn qua tiểu thư có bộ dáng mê say, đều há hốc mồm, giống như phát hiện đại lục mới vậy. Thời điểm tới đại sảnh cát đồ đã chờ thật lâu. Lúc cát đồ nhìn thấy Lăng Tiếu ôm cháu gái của hắn tới, cũng bị cảnh này làm khiếp sợ. Chuyện này có quan trọng hay không? Sau khi dùng xong bữa tối, Lăng Tiếu đi theo cát đồ đến thư phòng. "Tiểu Tiếu a, cháu gái của ta sau này toàn bộ giao cho ngươi rồi." Cát đồ tươi cười thỏa mãn. Chương 322: Hứa hẹn 1 trong tiệc tối hôm nay nhìn ánh mắt cháu gái quan sát lăng tiếu cơ hồ có thể khẳng định cháu gái của hắn đã bị lăng tiếu chinh phục hắn cảm khái năng lực của tiểu tử này đồ lão ngươi yên tâm bối hân khẳng định có thể đứng lên ta đã biết bệnh căn của nàng rồi lăng tiếu đáp bệnh căn đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì cát đồ khó hiểu hỏi thăm bối hân sở dĩ sinh ra không đứng dậy được đó là do trong người của nàng có âm sát khí tác quái lăng tiếu nói cái gì trong người bối hân có âm sát khí sao các đồ lộ ra vẻ khiếp sợ nói đúng vậy vừa rồi ta sờ lên huyệt của nàng mới phát hiện khá tốt âm sát khí cũng không phải rất nặng nhưng mà đã tồn tại trong người của nàng từ nhỏ chậm rãi xâm nhập vào trong kinh mạch cốt tủy cho nên từ nhỏ nàng mới không đứng lên được may mắn đồ lão ngươi vẫn dùng huyền lực và đan dược kéo dài tính mạng cho nàng bằng không thì nàng khả năng đã lăng tiếu trịnh trọng nói ai ta chỉ có một cháu gái tự nhiên không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì các đồ thờ dài một hơi nói ra sắc mặt lộ ra ưu thương, nói, đứa nhỏ này từ nhỏ mất đi phụ mẫu, ta thật sự không đành lòng nhìn nàng còn trẻ đã đi theo phụ mẫu rồi, những năm này ta vẫn thay nàng tìm kiếm sinh cốt đan. Nhưng mà hạnh phúc hôm nay của bối hân đành phải dựa vào tiểu tiếu, lão cát ta ở đây quỳ xuống xin ngươi. Cát đồ dứt lời, lại quỳ trước mặt lăng tiếu. Lăng tiếu vội vàng đỡ hắn, không dám nhận lễ. Đồ lão, ngươi muốn tổn thọ của ta sao? Yên tâm đi, âm sát khí hôm nay đã bị ta khu trừ, chờ ta luyện chế cho nàng một ít dưỡng sinh đan, trước tiên phải củng cố kinh mạch của nàng, tương lai lại ăn sinh cốt đan, nhất định có thể đứng lên. Lăng Tiếu phi thường chân thành nói, hôm nay cho dù cát đồ không nói, Lăng Tiếu cũng sẽ dùng toàn lực trợ giúp cát bối hân, bởi vì trong lòng của hắn tràn ngập thương tiếc cho nàng, thật giống như hắn và Bạch Vũ Tích vậy, các nàng hai người là nữ nhân ôn nhu như nước, cần một nam nhân quan tâm che chở các nàng, không làm cho các nàng bị bi thương chút nào, mà nam nhân này đương nhiên là hắn rồi. Lăng Tiếu vẫn muốn thực hiện lý tưởng vĩ đại của nam nhân là tỉnh trưởng quyền thiên hạ, say gối đầu Mỹ Nhan, hắn vẫn đang cố gắng cho phương hướng này. Mà cát bối hân là Mỹ nhân hiếm thấy, Lăng Tiếu không thu không phải nam nhân. Đương nhiên hắn nghĩ cách cũng không thuần túy là chiếm hữu nàng, nhưng mà muốn che chở cho nàng mà thôi, hắn cảm thấy nữ nhân như vậy không được yêu thương thì số khổ quá, mà có lẽ nên giúp nàng bảo trì tươi cười và hạnh phúc là được. Lăng Tiếu bảo cát đồ sắp xếp một gian phòng yên tĩnh, lại phân phó không được có người quấy giày sau đó đi vào trong phòng bắt đầu luyện đan theo hiểu biết của lăng tiếu cát bối hân chưa từng luyện qua bất cứ huyền công gì cũng không khác gì người bình thường lại trải qua âm sát khí xâm nhập dù đã chưa âm sát khí nhưng mà kinh mạch của nàng bị tổn thương nhiều chỗ cho nên phải như lý cùng hồ cần ôn cân đan ân cần săn sóc kinh mạch mới được sau đó lại luyện một lò cố khí đan giúp nàng điều hòa thân thể sau đó luyện xong tục cân sinh cốt đan thì cốt tủy tái sinh bày ra sinh cơ khôi phục không thành vấn đề nhưng mà lăng tiếu cảm thấy cát bối hân có chút cổ quái, hắn đã hấp thu âm sát khí của cát bối hân, nhưng mà cảm thấy thân thể của nàng vẫn chống cự âm sát khí, bằng không chỉ bằng nàng một người bình thường không thể sống tới bây giờ, cho dù đồ cưỡng ép quán chú huyền lực cũng không được, chẳng lẽ có năng lượng phong ấn trong người nàng? Bỗng nhiên lăng tiếu suy át hiện suy nghĩ không tưởng tượng nổi, nhưng mà rất nhanh hắn chối bỏ, cát bối hân từ khi sinh ra đã tàn phế, phong ấn bắt đầu từ bụng mẹ sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Lăng Tiếu thu liễm tâm thần, từ trong không gian giới lấy linh thảo ra, liền bắt đầu luyện đan. Hôm nay hắn luyện chế hai đan dược nhất giai và nhị giai, Lăng Tiếu hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, tỷ lệ thành đan 10 phần. Một giờ về sau, Lăng Tiếu đi ra khỏi phòng. Cát Đồ đã sớm chờ lâu, hắn thật sự không nghĩ tới Lăng Tiếu tuổi còn trẻ lại tự hành luyện đan, khó trách có thể được phong chủ dược phong thu làm đệ tử thân truyền. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Lăng Tiếu đưa cho hắn là nhất giai cố khí đan, cùng với nhị di ôn cân đan, thì ngẩn người. Hắn làm sao nghĩ tới Lăng Tiếu lại là nhị phẩm luyện dược sư, hắn quá trẻ tuổi a. À. Sau đó Cát Đồ càng thêm kiên định Lăng Tiếu không lừa gạt hắn, trong nội tâm cảm thấy nhất định phải kết giao tốt với Lăng Tiếu, hắn cảm thấy Lăng Tiếu tương lai sẽ bừng sáng. Không chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, hơn nữa thực lực cũng đã là huyền sĩ cao giai, hắn mới bao nhiêu? Chưa tới 20 đã là nhị phẩm luyện dược sư, huyền sĩ cao giai, hai thân phận này khiến người ta coi trọng. Lăng Tiếu giao đan dược cho Cát Đồ xong, hắn chuẩn bị rời đi, các đồ tự nhiên thức thời, hắn sớm chuẩn bị tốt hai phần linh thảo sinh cốt đan toàn bộ giao cho Lăng Tiếu. Bối hân phải dựa vào ngươi, các đồ phi thường trịnh trọng dặn dò. Yên tâm đi đồ lão, trong một tháng tuyệt đối sẽ có tin tức tốt cho ngươi. Lăng Tiếu tiếp nhận linh thảo thập phần nghiêm túc nói ra. Hôm nay linh thảo luyện chế tục cân sinh cốt đan đã đầy đủ hết, Lăng Tiếu hoàn toàn có thể tiếp tục luyện đan. Nhưng mà hắn không nói rõ cho các đồ biết rõ hắn là tam phẩm luyện dược sư, miễn cho truyền đi làm cho người ta cảm thấy kinh thế hãi tục huống hồ hắn nửa tháng sau còn phải đi tới mộc kỳ phong tu luyện không có thời gian luyện đan cho nên quay về dược phong luyện chế cũng không muộn sau khi rời khỏi phủ thành chủ lăng tiếu không có lập tức chạy về tông môn hắn đáp ứng hạ huyên huyên về thăm nàng hạ huyên huyên thực rất dính lăng tiếu chỉ chơi nửa buổi mà không chịu ngừng lăng tiếu phải hống liên tục mới bằng lòng nghỉ ngơi nhưng mà lăng tiếu cũng phiền ngủ cùng nàng lăng tiếu cực kỳ cưng chiều cô bé an vị trong phòng chờ hạ huyên huyên thiếp đi mới ra ngoài ánh trăng chiếu vào đình viện bốn phía có tiếng côn trùng kêu vang lộ ra nội viên yên tĩnh đặc biệt lý cuồng hồ uống rượu ở bàn đá dưới táng cây sắc mặt cực kỳ tịch mịch lúc lăng tiếu đi tới thì hắn cung kính đứng lên hắn còn chưa nói gì lăng tiếu đã nói trước cuồng hồ ta đã nói không có người ngoài thì không cần khách khí đến đây hai chúng ta cùng uống lăng tiếu đi đến trước bàn đá cầm bầu rượu rót vào cổ họng vị cay nồng chảy vào họng hảo tử đến chúng ta làm lăng tiếu hét lớn một tiếng Lý Cùng Hổ thể xác và tinh thần ấm áp, cũng dơ bầu rượu lên uống với Lăng Tiếu, cũng bắt đầu hét lên. Rượu qua ba tuần, Lăng Tiếu lại nói với Lý Cùng Hổ, Linh thảo luyện chế tục cân sinh Cốt Đan đã gom đủ rồi, tối đa một tháng là ngươi bình phục. chương 323, hứa hẹn hai 3. Thực, thực, bình rượu trong tay Lý Cùng Hổ không tự giác rơi xuống, kinh hỉ nhìn qua Lăng Tiếu hỏi thăm. Vốn hiện tại ta có thể luyện chế cho ngươi, nhưng mà ta phải mau chóng quay về Tông Môn, ngươi nhịn một thời gian đi Lăng Tiếu nói, luyện chế tam phẩm đan dược không đơn giản như luyện chế nhị phẩm đan dược, tam phẩm đan dược đã là nhập phẩm, có thể nói là linh đan diệu dược, không chỉ cần nhiều linh thảo phụ trợ, còn cần phân hóa thú đan, tiêu hao tinh lực đặc biệt lớn, cần thời gian rất nhiều, tuyệt đối không thể tùy ý luyện chế tam phẩm đan dược, bằng không bị quấy nhiễu sẽ thất bại, không chỉ hạ oi phí linh dược, cũng tiêu hao tinh lực và năng lượng của mình. Cảm tạ thiếu gia, cảm tạ thiếu gia thành toàn, Lý Cung Hổ đại hỉ, kích động quỳ bái tạ Lăng Tiếu, hắn chân đã bị thương vài năm, còn có một tháng là khôi phục, hắn có thể mất hứng không kích động sao? Lăng tiếu lạnh nhạt nhận lý cuồng hổ cúi đầu, nói tiếp, đứng lên đi, khôi phục chân của ngươi là đầu tiên, ta sẽ giúp ngươi đột phá linh sư giai trong thời gian sớm nhất, về sau ngươi phụ trách chiếu cố huyên huyên, ngươi phải nhớ kỹ đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi, có lẽ cuối cùng có một ngày ngươi sẽ may mắn vì đi theo ta đấy. Lăng tiếu ngẩng đầu nhìn qua ánh trăng, vô cùng bình tĩnh và kiên định nói ra. Lý cuồng hổ nhìn thấy lăng tiếu trẻ hơn mình nhiều, trong nội tâm chẳng biết tại sao sinh ra cảm giác thuyết phục. Cả đời này ta chỉ biết đi theo thiếu gia, tuyệt không nhị tâm. Lý Cùng Hổ Hạ quyết tâm trong lòng. Sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng lăng tiếu thừa dịp hạ huyên huyên, còn chưa thức liền khởi hành đi về tông môn. Chuyện lăng tiếu bái nhị sư, phân biệt bái phong chủ dược phong nam cung thường nhạc, cùng với phong chủ mộc kỳ phong mộc hoài làm sư, cũng ước định nửa tháng đầu học luyện đan ở dược phong, nửa tháng sau tu luyện huyền lực ở mộc kỳ phong. Tông môn tử thiên tông to lớn, Mộc Kỳ Phong là một trong chín đại phong, ngọn núi cũng không kém gì cửu phong, linh khí thậm càng nồng đậm. Đại thụ che trời tươi tốt, cây cỏ hoa dại không biết tên tùy ý thấy được, nếu như cẩn thận nhìn lên còn thấy linh thảo cấp thấp đang sinh trưởng. Đây là bảo địa của người tu luyện mộc thuộc tính. Lăng tiếu vẫn đi dạo, thỉnh thoảng thưởng thức cảnh đẹp, trong nội tâm thập phần thoải mái. Sở dĩ hắn đáp ứng bái mộc hoài làm sư, đều bởi vì chính mình không có công pháp mộc thuộc tính, mà chính mình thân có mộc thuộc tính trăm phần trăm, không tu luyện tuyệt đối là lãng phí lớn cái gọi là tham thì thâm thế nhưng mà lăng tiếu vẫn có tự tin cực lớn không mắc sai lầm này độ tinh khiết của hắn cao như thế tu luyện sẽ là làm chơi ăn thật cho dù là nhất tâm đa dụng cũng không chậm trễ thời gian quá dài huống hồ hắn còn được xưng là tuyệt thế thiên tài trong thiên hạ không có việc gì làm khó hắn cả kỳ thực chính hắn cũng hiểu lục ông tồn tại trong thức hải của hắn khẳng định rất thích ý nhìn mình tu luyện mộc thuộc tính mà lục ông cần khôi phục nguyên khí nhất định phải hấp thu linh khí mộc thuộc tính mà hắn hôm nay ở trong người lăng tiếu hấp thu tốc độ không nhanh nếu như lăng tiếu có thể đột phá linh sư giai bắt đầu hấp thu linh khí thì không chỉ là hắn càng tốt với lục ông lập tức đi tới sườn núi mộc kỳ phong đi tới chỗ hai tên đệ tử đang phòng vệ trong chỗ tối người tới là ai một tên đệ tử hét lên lăng tiếu có chút chắp tay sau đó móc lệnh bài ra tại hạ lăng Tiếu, là đệ tử ở đây, tiến phong gặp mặt Mộc Sư Phó. Thì ra là Lăng Tiếu Sư Huynh, phong chủ sớm có phân phó, xin mời đi theo ta. Hai gã đệ tử nghe xong Lăng Tiếu báo danh, lúc này lộ ra vẻ cung kính, đồng thời không người làm ra động tác mời. Lăng Tiếu sững sờ một chút, sau đó đắc ý đi theo hai người này lên núi. Nhưng mà hắn không phát hiện tên đệ tử không đi theo lại thì tươi cười âm trầm. Lăng Tiếu đi theo tên đệ tử này và cảm thấy không đúng, tại sao đi qua đi lại đường quanh co, mà không phải đi tới chủ phong, chẳng lẽ mộc sư phó có ham mê tĩnh mịch, Lăng Tiếu bắt đầu nghi ngờ. Khi đường đi càng dài, nơi đi càng ngày càng hoang vu, Lăng Tiếu càng ngày càng cảm thấy bất an. Vị sư đệ này, ngươi muốn mang ta đi đâu? Lăng Tiếu đứng lại hỏi. Tên đệ tử ngoại môn cười nhạt nói, "Sư huynh đừng vội, phong chủ Tĩnh tu cách đây không xa, rất nhanh sẽ tới." Hắn nói mang theo ngữ khí không xác định, Lăng Tiếu đã chú ý không ổn. "Ta muốn xem ngươi đang bịp bợm gì." Lăng Tiếu cảnh giác đồng thời trong lòng khinh thường, trong óc hiện ra một thân ảnh đáng ghét. Lại đi không bao xa, liền đi tới một khu vách núi. Hôm nay vẫn còn sáng sớm, giữa ngọn núi có sương trắng vần quanh, vách núi phía trước sương mù nồng đậm. Tới rồi, gọi người đi ra đây đi. Lăng tiếu khoanh tay bình tĩnh nói. Trước mắt hoang vu, phong chủ mộc kỳ phong làm gì có khả năng tĩnh tu ở nơi này chứ? Đây rõ ràng là có người gây phiền toái cho hắn. Mà trên mộc kỳ phong này hắn chỉ đắc tội một người, không cần phải nói, nhất định chính là tên đó muốn báo thù quả nhiên thời điểm lăng tiếu nói hết lời sau lưng có tiếng bộ pháp vang lên lăng tiếu nhìn lại người tới chính là lao phạm nhân chứ chẳng phải ai khác hắc hắc xú tiểu tử chúng ta lại gặp mặt lao phạm nhân cười âm hiểm với lăng tiếu bên cạnh hắn chính là bọn người mặt dỗ bị lăng tiếu giáo huấn qua lăng tiếu vẫn ung dung nhìn qua lao phạm nhân nói lao phạm nhân không có lẽ ta nên gọi ngươi một câu phạm nhân sư huynh chẳng lẽ ngươi không biết cấm đồng môn nội đấu sao ngươi không sợ bị sư phó trách phạt hừ đừng tưởng rằng được sư phó thân ưu ái thì vênh mặt ta hỏi ngươi đường đệ của ta có phải bị ngươi giết không lao phạm nhân hừ lạnh một tiếng chất vấn đường đệ của ngươi ai a à, ta giết người vô số làm sao biết am hiểu a cẩu nào trong số đó chứ lăng tiếu mỉa mai nói ra trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ người nào chết ngươi cũng hoài nghi lên đầu của ta đường đệ của lao phạm nhân chính là lao phạm thanh trước đó không lâu bị giáo huấn trong tử thụ phong cốc hắn muốn làm loạn với vũ tư tuyết và bị lang vương kim sắc ăn lăng tiếu cho rằng không có ai biết từ lúc đi vào thành tử thiên hoặc tử thiên tông hắn chưa từng mang theo liên thú tạp chủng miệng lưỡi sắc bén bất kể là không phải ngươi giết hôm nay ngươi phải chết vây lại cho ta tuyệt đối không cho hắn trốn lao phạm nhân quát một tiếng côn sắt vung lên hắn đập một côn vào lăng tiếu lao phạm nhân không dám khinh thường hắn biết rõ lăng tiếu tốc độ cực nhanh ngay từ đầu đã dùng toàn lực phải dồn lăng tiếu vào chỗ chết dù sao ở chỗ này hắn giết Lăng Tiếu cũng không có người ngoài. Nói thật ra hắn Vu Oan Lăng Tiếu giết đường đệ là cái cớ, chủ yếu là trước đó Lăng Tiếu rõ ràng cứu Lý Cùng Hổ, ở trước mặt đông người đắc tội hắn, hắn không nuốt trôi cục tức này. Chương 324: Ám toán. Hắn vốn không muốn đưa Lăng Tiếu vào chỗ chết, bởi vì Lăng Tiếu được sư phó thu làm đồ đệ, đã tính toán là đồng môn, tông môn nghiêm cấm nội đấu, trừ phi là hận thù không giải được, có thể hướng tông môn xin đấu sinh tử. Nhưng mà hai ngày trước có người là gia thủ lao nặng muốn giết lăng tiếu. Mà thủ lao này có lực hấp dẫn với hắn rất nhiều, nhiều lần cân nhắc về sau, hắn mạo hiểm bày kế giết lăng tiếu. Thời điểm huyền sĩ trung giai lăng tiếu chưa từng e ngại huyền sĩ cao giai, tuy nói lao phạm nhân dưa vào huyền khí, nhưng mà lăng tiếu dựa vào tốc độ phong thuộc tính, muốn né tránh công kích là không thành vấn đề. Huống hồ hắn hiện tại đã tấn chức huyền sĩ cao giai, thực lực còn cao hơn lao phạm nhân nhiều, muốn chiến thắng lao phạm nhân chỉ nhấc tay mà thôi. Lăng Tiếu nhẹ nhàng, linh hoạt tránh thoát công kích của Lao Phạm Nhân, sau đó phát hiện đối phương hạ sát thủ. đã như vậy thì đứng trách ta. Lăng Tiếu nhíu mì, sử dụng vân tung mị ảnh vây quanh Lao Phạm Nhân, trường ảnh công kích liên tục. Ba ba, Lao Phạm Nhân bị đánh bay ra xa vài mét, nhưng mà không chút thương tổn. đúng rồi, quên hắn còn có phòng ngự nội giáp. Lăng Tiếu mới nhớ tới Lao Phạm Nhân còn có phòng ngự nội giáp. lúc trước lúc nào tông môn hắn đã lĩnh giáo qua. tiểu tử này quá tà môn, phải tốc chiến tốc thắng chậm thì sinh biến vậy quá phiền toái lao phạm nhân áp chế tức giận trong lòng hắn nuốt đan dược vào trong bụng tiêu diệt hắn cho ta lao phạm nhân ăn đan dược xong hắn ra lệnh cho đồng bạn tấn công lăng tiếu hắn biết rõ chỉ bằng vào chính mình trong thời gian ngắn rất khó tiêu diệt lăng tiếu thế nhưng mà hắn không tin lăng tiếu dưới nhiều người vây công còn có thể thoát hắn không biết lăng tiếu căn bản không có ý định bỏ trốn chỉ bằng vào mấy người này hắn không đặt vào mắt đến đây đi xem như tập luyện buổi sáng là tốt rồi lăng tiếu mắt hổ bắn tinh quang khí thế mở ra toàn bộ mấy người chung quanh dùng huyền lực giết qua lăng tiếu huyền khí trong tay lao phạm nhân càng ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ chém ra một côn mạnh mẽ giống như một cây đại thụ cực kỳ to lớn nện qua phía lăng tiếu đối mặt công kích này lăng tiếu hóa ra mấy đạo tàn ảnh tấn công mấy người kém cỏi nhất trưởng ảnh tung bay chiêu thức như vô hình rầm rầm mấy người chung quanh còn chưa kịp biết gì đã bị lăng tiếu oanh thành trọng thương ở chỗ này chỉ có lao phạm nhân là huyền sĩ cao giai, những người khác chỉ là huyền sĩ trung giai. Hơn nữa lăng tiếu lại công kích toàn lực, mỗi một người đều trúng một chiêu ngã xuống. Lao phạm nhân không nghĩ tới lăng tiếu tốc độ nhanh đến như vậy, chính mình mang theo người không kịp phản ứng, trong lúc nhất thời kinh hãi không thôi, nhưng nếu vạch mặt thì không có khả năng lùi bước. Vạn đằng sát, lao phạm nhân dùng sát chiêu mạnh nhất của bản thân, hai tay nắm chặt côn khí trong tay, từng đạo thanh mang hiện ra, khí thế bức thẳng huyền sĩ cao giai đỉnh phong. Hô, côn mang điện thẳng vào lăng tiếu, chỉ thấy côn mang huyễn hóa ra côn đằng bao phủ lăng tiếu. một chiêu này tới quá nhanh và quá đột ngột, lăng tiếu vừa đánh ngã một người nên muốn tránh cũng không tránh kịp. ầm ầm, côn mang đánh thẳng vào thân thể lăng tiếu phát ra tiếng nổ, cây cối cao lớn chung quanh chấn động lá rơi là tả. hô, hắn chết chắc rồi. lao phạm nhân có chút thoát lực thở nhẹ một tiếng. một chiêu vừa rồi đã rút toàn bộ huyền lực của hắn, là một chiêu mạnh nhất của hắn. chết cũng là người chết trước. lăng tiếu. Đứng lên, hắn lau vết máu trên khóe miệng, mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm vào Lao Phạm Nhân. May mắn phòng ngự của Kim Cương Ngũ Biến Quyết không tệ, bằng không một chiêu này đã đánh hắn trọng thương rồi. "Ngươi, ngươi rõ ràng không có việc gì?" Lao Phạm Nhân không thể tin được hét lên. "Có việc, việc rất lớn đấy, ngươi dám tổn thương ta, ta sẽ hoàn trả đầy đủ cho ngươi." Lăng Tiêu uốn éo cái cổ một cái, nói một tiếng, lập tức lao tới trước mặt Lao Phạm Nhân, đánh ra một quyền trực tiếp và đơn giản. "Ba!" lao phạm nhân bay ra sau như mũi tên mẹ kiếp lại muốn giết ta lăng tiếu tức giận lớn hắn vốn chẳng muốn quản lao phạm nhân nhưng mà phiền phức luôn tìm tới tận cửa lăng tiếu thuận thế đoạt côn khí của lao phạm nhân sau đó từng quyền đánh vào mặt của lao phạm nhân lao phạm nhân căn bản không có cơ hội phản công hắn cứ như vậy bị đánh thành đầu heo tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng khắp trời xanh lăng tiếu một cước dẫm nát mặt lao phạm nhân lạnh lùng nói người nói ta có nên giết ngươi hay không nếu nếu ngươi giết ta lao ra chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi lao phạm nhân cũng có vài phần cốt khí đối mặt lăng tiếu đe dọa hắn không sợ tốt tốt phi thường không tệ nếu ngươi có gan như vậy thì đi chết đi lăng tiếu liền ứng hai tiếng đoạt côn khí trong tay lao phạm nhân nện vào đầu đối thủ không không muốn không phải tao muốn giết ngươi là có người mua mạng của ngươi lúc lao phạm nhân đối mặt với uy hiếp tử vong phòng tuyến tâm lý sụp đổ hắn lập tức cầu sống Hắn có thể cảm giác được Lăng Tiếu thực sự hạ sát thủ, sát ý đậm đặc này quá chân thật. Lăng Tiếu dừng động tác lại, hơi nhíu mày nói ra, "Muốn gì hoa tiếp mục sao? Trong tông môn ngoài ngươi muốn giết ta ra, ta đúng là chưa đắc tội kẻ nào khác." "Không, không, đây là thật, là Liễu Đông đáp ứng cho ta một viên Tam phẩm đan dược, giúp ta đột phá linh sư giai, điều kiện chính là lúc ngươi tiến vào Mộc Kỳ Phong phải giết ngươi, cho nên ta, ta mới xếp đặt thiết kế muốn giết ngươi, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta lần sau không dám nữa." Lao Phạm Nhân càng không ngừng giải thích cầu xin tha thứ. Liễu Đông, trong mắt Lăng Tiếu có lệ quang lóe lên, hắn và Liễu Đông chỉ không thoải mái với nhau mà thôi, huống hồ cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng lẽ bởi vậy muốn giết hắn. Nhưng mà cho dù là Liễu Đông sai xử, Lao Phạm Nhân cũng chính thức động sát ý, nếu như không phải hắn mạnh hơn đối phương, chỉ sợ hắn phải chết ở chỗ này rồi, huống hồ hắn đáp ứng báo thù cho Lý Cùng Hổ, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ cho tên này. Lăng Tiếu đưa trưởng lên, một tay vỗ mạnh vào ngực Lao Phạm Nhân trên, Lao Phạm Nhân bị đánh phun máu tươi, cút đi cho ta, nếu không phải xem mặt mũi đồng môn, ta tuyệt không tha nhẹ cho ngươi, huyền khí này ta thu. Lăng Tiếu đá Lao Phạm Nhân một cước và nói ra. Lao Phạm Nhân vô cùng gian nan đứng dậy, không cam lòng nhìn qua Lăng Tiếu, kéo tấm thân trọng thương rời đi. Trong lòng của hắn vạn phần không cam lòng, côn khí kia là huyền khí gia tộc ban thưởng cho hắn, là chỗ dựa của hắn lúc đối địch, bây giờ lại bị Lăng Tiếu đoạt đi, việc này hắn không thể bỏ qua được thế nhưng mà hắn cũng không biết mạng của mình đã không còn lâu. Lăng tiếu vừa rồi vỗ một trường vào ngực, đã độ một tia tiên thiên phong sát khí vào người hắn. mươi 325, ẩn mộc quyết ẩn huyễn thất sát. Tiên thiên âm phong sát khí này, còn bá đạo hơn âm sát khí trong người cát bối hân nhiều lắm. Nó chẳng khác gì kịch độc, có thể lưu trong người lao phạm nhân một thời gian, sau đó từ từ phá hủy lục phủ ngũ tạng của hắn. Đối với loại người này chết sống ra sao, lăng tiếu cũng không để ở trong lòng. Chẳng lẽ chỉ cho người khác giết hắn, mà hắn không được giết lại sao? Đây tuyệt đối là không có khả năng. Nhưng mà Lăng Tiếu cướp huyền khí của Lao Phạm Nhân, hắn sau này sẽ dính phiền toái không nhỏ về sau. Sau khi trải qua phong ba nhỏ, rốt cuộc Lăng Tiếu cũng được đệ tử khác dẫn đường đi gặp Mộc Hoè. Mộc Hoè nhìn thấy quần áo trên người Lăng Tiếu bị tổn hại không chịu nổi, hơn nữa cũng có không ít vết thương, vết máu vẫn còn chảy ra ngoài, lúc này khẩn trương hỏi thăm Lăng Tiếu đã xảy ra chuyện gì. Lăng Tiếu nói chi tiết tiền căn hậu quả cho Mộc Hoè nghe một lần, lúc này cũng xem thái độ của sư phó tiện nghi này é lẽ nào lại như vậy lao phạm nhân thân là sư huynh không ngờ dám công nhiên động thủ trên phong vi phạm ý chí tông môn xem ra cần phải hào hào khiển trách hắn mới được ánh mắt mộc khỏe hiện ra thần sắc không vui nặng nề vỗ bàn một cái quát lên lăng tiếu chính là đồ đệ tốt mà hắn lao tâm mới thu được mới ngày đầu tiên lên gặp hắn đã bị lao phạm nhân đuổi giết hắn hận không thể lập tức bóp chết lao phạm nhân này đi tuy nói lao phạm nhân cũng là ái đồ của hắn thế nhưng mà so sánh với lăng tiếu mộc thuộc tính trăm phần trăm tinh khiết thì quả thực quá khó coi huống hồ tên lao phạm nhân cũng không khiến cho hắn hài lòng hôm nay ngược lại tốt rồi thiếu chút nữa giết đệ tử sùng ái của hắn hắn suýt bạo phát giết người đấy lăng tiếu với thái độ của mộc hòe coi như thỏa mãn trong nội tâm cũng nhận thức sư phó tiện nghi này kỳ thật chuyện này cũng không nên trách sư huynh tin tưởng hắn cũng bị người ta giật dây mới thành kiến với đệ tử lăng tiếu mịt mờ nói với mộc hòe mộc hòe thỏa mãn nhìn qua lăng tiếu nói, nếu như sư huynh của ngươi có ý chí như ngươi thì tốt rồi, nhưng ngươi yên tâm, chuyện này vi sư sẽ làm chủ thay ngươi, những tên đệ tử ngoại môn kia sẽ phế hết huyền lực và trục xuất sư môn, về phần lao sư huynh của ngươi sẽ diện bích 3 năm, xem như trừng phạt hắn. Lao phạm nhân tuy là đồ đệ của hắn, lại là đệ tử nội môn, đối với Mộc Kỳ Phong mà nói có tác dụng nhất định, huống hồ cũng phải cho lao ra vài phần mặt mũi. Hơn nữa lăng tiếu có thể nói như vậy, cũng là cho hắn một bậc thang đi xuống trong lòng của hắn càng thêm thỏa mãn với lăng tiếu hơn, trong nội tâm thầm nghĩ. Tiểu tử này biết làm người, xem ra mộc kỳ phong ta thịnh vượng sắp tới. Mộc hòe phân phó chấp sự và ra lệnh, liền tự mình mang theo lăng tiếu đi an bài chỗ ở. Dùng thân phận của mộc hòe đương nhiên không mang lăng tiếu đi, nhưng mà hắn có việc nói với lăng tiếu, liền tiện đường cùng đi với hắn. Sau khi tới chỗ ở của lăng tiếu, mộc hòe bảo hắn thay võ phục của mộc kỳ phong, sau đó nói chuyện với hắn. Lăng Tiếu, Mộc Kỳ Phong tổng cộng có 65 tên đệ tử nội môn, nhân số này trong các phong thuộc về trung hạ, mà từ trước mỗi 2 năm tông môn sẽ tổ chức tỉ thí cho các đệ tử một lần, xem tranh lệch giữa các phong với nhau, thực lực chỉnh thể đệ tử Mộc Kỳ Phong chúng ta không bằng mấy phong khác, đây cũng là nguyên nhân vì sao vi sư muốn ngươi gia nhập Mộc Kỳ Phong như vậy, dùng tư chất của ngươi và được sự tài. Bồi của ta, chắc chắn không quá 3 năm đột phá lên linh sư giai, trong 15 năm có thể vắn đỉnh vương giai. Tương lai của Mộc Kỳ Phong chúng ta đặt hết lên người của ngươi. Mộc Hoè vỗ nhẹ vai của Lăng Tiếu nói ra, trong ánh mắt hiện ra thần sắc chờ mong. Hai ba năm sau đột phá Linh Sư Giai, khi đó Lăng Tiếu cũng mới hơn hai người mà thôi, mà trong 15 năm đột phá lên Vương Giai, hắn cũng chỉ mới ba mươi mấy tuổi. Phóng nhãn cả Tây Bắc, có thể ở trong 30 tuổi đột phá lên Vương Giai chỉ đếm được trong một bàn tay. Trong tử thiên tông mỗi một cường giả Vương Giai cơ hồ trên trăm tuổi, cũng chỉ có con gái tông chủ là Vân Mộng Kỳ bởi vì đạt được địa hoàng, giai thừa cho nên bây giờ thực lực đạt tới nửa bước vương giai. Hơn nữa thiên phú của Vân Mộng Kỳ là cực cao, tin tưởng dùng không qua 25 tuổi sẽ đột phá vương giai siêu cấp thiên tài. Kỳ ngộ như Vân Mộng Kỳ cũng không phải người nào cũng có thể đạt được. Về phần lăng tiếu có mộc thuộc tính tinh khiết, tu luyện mộc thuộc tính tuyệt đối sẽ không có quá nhiều trở ngại, chỉ cần tích lũy tới trình độ nhất định sẽ đột phá. Cho nên Mộc Hòe mới nói ra những lời như thế này. Lăng tiếu tất nhiên không phụ sư phó hy vọng, toàn tâm toàn ý tu luyện tương lai phát dương uy danh của Mộc Kỳ Phong chúng ta. Lăng Tiếu trịnh trọng nói ra. Tốt, tốt, nếu như ngươi chỉ thuộc đệ tử Mộc Kỳ Phong chúng ta thì quá tốt, tốc độ tu luyện tuyệt đối nhanh hơn gấp đôi. Mộc Hoài cảm khái nói. Hắn vẫn muốn dụ Lăng Tiếu buông tha học luyện đan, chỉ cần hắn ở trong Mộc Kỳ Phong tu luyện thì càng hoàn mỹ. Sư phó, ngài không cần phải lo lắng, ngày sau ta không chỉ có thể trở thành một gã cao phẩm luyện dược sư, còn trở thành võ giả cường đại, như thế ta có thể phát dương quang đại uy danh Mộc Kỳ Phong cũng luyện chế đan dược ân huệ bản phong vậy chẳng phải chuyện tốt sao lăng tiếu khuyên giải mộc hòe mộc hòe suy tư một chút cười rộ lên tốt ngươi có thể nghĩ như vậy là quá tốt hôm nay ngươi là môn hạ của ta ta liền truyền cho ngươi công pháp huyền côn và tài nguyên tu luyện ta hiện tại truyền khẩu quyết ngươi phải ghi nhớ mộc hòe ngồi xuống bàn trong miệng đọc khẩu quyết lăng tiếu thu liễm tâm thần cũng ngồi xuống ghi nhớ khẩu quyết sau khi lăng tiếu ghi nhớ kỹ khẩu quyết xong Hắn mở mắt ra lần nữa thì phát hiện Mộc hòe không còn ở đây nữa. Ẩn Mộc Quyết, Ẩn Huyễn Thất Sát, nghe tên rất khí phách, nhưng mà không biết uy lực của nó như thế nào. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói: Vừa rồi Mộc Hoè truyền huyền công cho hắn gọi là Ẩn Mộc Quyết, còn có nguyên bộ huyền kỹ Ẩn Huyễn Thất Sát. Công pháp này chính là công pháp cao gia nhất của Mộc Kỳ Phong, là công pháp lục cấp đỉnh. Trong Mộc Kỳ Phong có thể được Mộc Hoè thân truyền Ẩn Mộc Quyết không có bao nhiêu? đủ thấy Mộc hòe coi trọng Lăng Tiếu như thế nào. Lăng Tiếu đến Mộc Kỳ Phong vốn để tu luyện, Mộc Hoài truyền cho hắn ẩn Mộc Quyết xong thì hắn bế quan tìm hiểu. Liên tiếp 7 ngày Lăng Tiếu cũng không có bước chân ra ngoài. Trải qua 7 ngày tìm hiểu hắn đã hiểu được tu luyện ẩn Mộc Quyết như thế nào, cũng biết chỗ tinh yếu của ẩn Mộc Quyết ở đâu. Cái gọi là ẩn Mộc Quyết cũng như tên gọi của nó, sau khi tu luyện sẩn Mộc Quyết, tới cảnh giới cao nhất liền có thể hóa thân thành một bụi cỏ ẩn nấp trong đống cỏ mà không bị ai phát hiện, lại phối hợp với ẩn huyễn thất sát, tuyệt đối có thể xuất kỳ bất ý đánh chết địch nhân chương 326, ẩn mộc quyết ẩn huyễn thất sát. Thế nhưng mà Lăng Tiếu cảm giác bộ công pháp này là ám sát chi thuật, cảm giác công pháp này thiếu đi nét quang minh chính đại. Trải qua Lăng Tiếu tìm hiểu đưa ra kết quả, tu luyện ẩn mộc quyết có hai chỗ tốt lớn, thứ nhất bản thân công pháp có được một ít công năng chữa thương của mộc thuộc tính, tuy nhiên không có rõ ràng như thủy thuộc tính và quang thuộc tính, nhưng mà nó có tồn tại, thứ hai có thể tùy ý tàng hình ở trong rừng, vừa nghĩ tới nếu như mỹ nữ đang tắm trong hồ, Hắn rình coi trong bụi cỏ chẳng phải có thể nhìn mãn nhãn hay sao? Nếu để cho Mộc Hoè biết rõ Lăng Tiếu tu luyện công pháp, mà hắn kiêu ngạo chỉ để rình coi mỹ nữ tắm rửa, chỉ sợ sẽ tức giận thổ huyết. Nghĩ đến đây Lăng Tiếu có động lực tu luyện. Kế tiếp, lên chiếu theo khẩu quyết vận chuyển huyền lực, bắt đầu tu tập Ẩn Mộc Quyết. Trong mấy ngày như thế, những ngày này Lăng Tiếu chìm đắm trong khoái cảm tu luyện Ẩn Mộc Quyết, hắn cảm thấy Ẩn Mộc Quyết này rất dễ dàng tu thành, rõ ràng chỉ tu luyện vài ngày thì huyền lực trong người đã tăng trưởng tốc độ này quá nhanh một ít a à. cùng lúc đó hắn cũng tìm hiểu kiếm chiêu của ẩn huyễn thất sát ẩn huyễn thất sát này phải phối hợp với ẩn mộc quyết mới có thể phát huy uy lực bất phàm nhưng mà lăng tiếu cảm thấy ẩn huyễn thất sát dùng để ám sát còn có thể thêm một ít công dụng chính thức đánh chính diện thì không bằng ngạo thuyết lục quyết và kiếm phách tam thức của hắn hôm nay lăng tiếu đã lưu lại trên mộc kỳ phong đã nửa tháng suốt ngày trừ tu luyện lại là tu luyện trên cơ bản rất ít liên hệ với bên ngoài lại qua một đêm hắn xếp bằng trong phòng hắn vận chuyển huyền lực tu luyện ẩn mộc quyết một tia huyền lực chiếu theo quỹ tích kỳ diệu chạy khắp người lúc này trong thức hải của lăng tiếu một gốc cây nhỏ tỏa ra hào quang xanh biếc tiểu gia hỏa bắt đầu hiểu được cách vận dụng bổn nguyên thuộc tính của ta như vậy rất tốt lục ông trong cây nhỏ hưng phấn tự nói sau đó hắn nhắm mắt lại khôi phục nguyên khí mà dễ cây phía dưới của hắn càng không ngừng hút huyền lực của lăng tiếu chuyển hóa làm mộc thuộc tính lăng tiếu cũng không biết huyền lực mình tân tân khổ khổ tu luyện lại phân ra thành hai có một nửa bị lục ông hấp thu trong thức hải. Tu luyện trong Mộc Kỳ Phong nửa tháng, Lăng Tiếu đang chuẩn bị khởi hành quay về Dược Phong, Mộc Hoài lại xuất hiện. Đồ nhi bái kiến sư phó. Lăng Tiếu hành lễ với Mộc Hoài. "Miễn." Mộc Hoài nói một tiếng, hỏi, "Ngươi tìm hiểu ẩn Mộc quyết như thế nào rồi? Có cái gì không rõ, hiện tại ngươi có thể hỏi sư phó." "Sư phó, ẩn Mộc quyết đã tìm hiểu hoàn toàn, đệ tử đã bắt đầu tu luyện." Lăng Tiếu đáp. "Đã tu luyện?" Mộc Hoài kinh ngạc hỏi. "Vâng." lăng tiếu gật đầu đáp ta nhìn xem mộc hòe nói một tiếng lập tức bắt tay lăng tiếu bắt đầu dò xét tình huống huyền lực trong người lăng tiếu hảo hảo không nghĩ tới ngươi lực lĩnh ngộ của ngươi tốt như vậy ngươi trở về đi nhớ kỹ trở lại dược phong cũng không nên quên tu luyện ẩn mộc quyết biết không mộc hòe cao hứng dặn dò lăng tiếu hành lễ với mộc hòe liền xuống núi mộc hòe nhìn thân ảnh trẻ tuổi của lăng tiếu rời đi thì vuốt râu lẩm bẩm tiểu tử này còn xuất sắc hơn tưởng tượng của ta bản phong có hy vọng quật khởi. Lăng Tiếu trở lại dược phong, hắn đi vấn an sư phó Nam Cung Thường Nhạc sau đó mới quay về Trúc Lâm. Trở lại Trúc Lâm, hắn lại nghe Hoa Hiểu Quế lải nhài một phen. Hoa Hiểu Quế trải, qua nửa tháng cố gắng tu luyện bài Vân Kính, huyền lực rõ ràng có tăng trưởng, đạt tới tầng giữa huyền giả trung giai, xem ra không qua bao lâu sẽ đột phá lên huyền giả cao giai. Vì thế Lăng Tiếu cũng cảm thấy cao hứng thay cho hắn, tiểu tử này rõ ràng cam lòng tu luyện rồi lăng tiếu trở lại chỗ ở vốn định tắm rửa ngủ một giấc thật an ổn liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái luyện chế tục cân sinh cốt đan lăng tiếu trước khi luyện đan đặc biệt phân phó hoa hiểu quế không được quấy dày hắn lúc này mới yên tâm đi luyện đan lăng tiếu từ chỗ cắt đồ lấy được viên thú đan tam giai thủy thuộc tính thú và hoàng tủy thảo cùng một ít linh thảo phụ trợ đây là hai phần linh thảo luyện chế sinh cốt đan cắt đồ sớm chuẩn bị mà bản thân mình xuất thêm một ít linh thảo khác muốn luyện chế bản thăng cấp của sinh cốt đan là tục cân sinh cốt đan Lý Cuồng và Cát Bối Hân hai người chân có tốt lên hay không, liền xem Lăng Tiếu luyện đan lần này. Trên dược đỉnh, trong đan phòng tràn ngập mùi thuốc, một tên thiếu niên đang không ngừng bỏ linh thảo vào trong lò, hỏa ảnh tung bay trong tay làm cho người ta cảm thấy hoa mắt. Ngọn lửa kia lúc lớn lúc nhỏ, linh thảo héo rũ héo tàn, dược lực tinh hoa bị lấy ra từng chút một. Trải qua một phen tinh luyện, mồ hôi trên trán Lăng Tiếu rất nhiều, nhưng mà thần sắc của hắn vô cùng chuyên chú. Sau khi tinh luyện tinh hoa của linh thảo hoàn tất, một thú đan thủy thuộc tính hiện ra trong tay của lăng tiếu. Viên thú đan thủy thuộc tính này là tam giai trung cấp, tỏa ra ánh sáng màu lam và năng lượng trong nó rất cường đại. Lăng tiếu ăn liền hai viên hồi khí đan, hắn lập tức ném thú đan vào trong dược đỉnh. Bồng, hỏa diễm lập tức tăng bọt thiêu đốt dược đỉnh, một đạo tinh thần lực vô hình lập tức tiến vào bên trong, hóa thành lưỡi đao sắc bén, càng không ngừng chia li hai viên thú đan cứng rắn, gia tốc luyện hóa. Không biết quá bao nhiêu lâu, năng lượng trong thú đan phân hóa bồng bềnh, là lúc này lăng tiếu nhẹ nhàng hít một hơi hắn lại ăn hai viên đan dược vào hỏa lực trong tay nhiều lên tinh thần lực đồng thời bao phủ dược đỉnh tất cả tinh hoa linh thảo và năng lượng trong thú đan lập tức hòa vào nhau trong dược đỉnh sinh ra không khí mãnh liệt không khí này càng ngày càng ngưng thực ngưng bồng trong dược đỉnh phát ra tiếng buồn bực một dòng khói trắng bốc lên cao hai viên đan dược hiện ra trong dược đỉnh hô rốt cục thành công Lăng Tiếu lau mồ hôi trên trán, lập tức thu hai viên tục cân sinh cốt đan lại. Đan dược đã luyện thành, tinh thần lực của Lăng Tiếu suy yếu không chịu nổi, lúc này hắn từ trong đan phòng đi về nơi ở của mình. Sau khi luyện thành đan dược, tâm tình của Lăng Tiếu cũng nhẹ nhõm không ít, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn đang ghi nhớ sự kiện này, việc này hôm nay không nhanh chóng giải quyết hết thì ngày mai không thoải mái. Đúng như lời của Lao Phạm Nhân đã nói, Liễu Đông tiểu nhân này trả giá cho người ta mua mạng của hắn, mặc kệ là thật là giả sớm muộn gì cũng biết rõ mà thôi nhưng mà lăng tiếu trong vài ngày liên tục ở trong dược phòng, lại không phát hiện thân ảnh của Liễu Đông ở đâu, trải qua nghe ngóng, thì hắn mới biết được Liễu Đông bị tông môn đưa tới thành trì xa xôi làm việc. Xem như ngươi vận khí tốt, nhưng mà ngươi không thể tránh được lâu đâu. Lăng tiếu nói thầm trong lòng. Trong dược phong nửa tháng, chương 327, đan thành. Thời gian trong dược phong, mỗi ngày không có việc gì thì đi luyện đan, ngẫu nhiên dò xét thuật luyện đan của hoa hiểu quế, mà nam cung thường nhạc cũng thường xuyên xuất hiện truyền thụ tâm đắc luyện đan cho bọn họ lăng tiếu càng thuần thục với thuật luyện đan hơn trời vừa tối lăng tiếu đã bắt đầu tu luyện ẩn mộc quyết đồng thời cũng bắt đầu nghiên cứu cách điều khiển liệt viêm của lý gia thời gian trôi qua phi thường phong phú hoa hiểu quế thấy lăng tiếu cũng bỏ công như vậy nên bị ảnh hưởng hắn cũng bắt đầu chuyên trú mỗi ngày mỗi đêm không ngừng tu luyện bài vân kính hy vọng có thể sớm ngày đột phá giữa tháng lăng tiếu lại xuống núi một lần lần này hoa hiểu quế chết sống cũng muốn đi theo lăng tiếu ra ngoài, ở trong dược phong nửa tháng qua hắn sắp buồn chết rồi. Lăng tiếu không thể làm gì, đành phải mang theo hắn xuống núi. Sau khi xuống núi lăng tiếu một đường thẳng tới đình viện của mình. Một tháng không gặp hạ huyên huyên, cô gái nhỏ này đã lớn hơn một chút. Lăng tiếu biết rõ cô gái nhỏ này ăn không ít đau khổ, không có dinh dưỡng hấp thu cho nên phát dục rất kém. Hôm nay điều kiện tốt cho nên tốc độ phát triển rõ ràng. Lăng tiếu bảo hoa hiểu quế mang theo hạ huyên huyên đi chơi trong đình viện bản thân mình gọi lý cùng hổ vào trong nhà đây là tục cân sinh cốt đan lăng tiếu mang một viên đan dược đưa tới trước mặt lý cùng hổ lý cùng hổ run rẩy tiếp nhận đan dược của lăng tiếu sau đó vội và nuốt đan dược vào hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu lăng tiếu không quan tâm tới đi ra ngoài hắn tương tưởng không bao lâu lý cùng hổ có thể khôi phục như bình thường nửa canh giờ sau ha ha chân ta cuối cùng cũng khỏi trong phòng truyền ra tiếng kinh hô của lý cùng hổ Giải quyết chuyện của Lý Cùng Hổ, Lăng Tiếu đi tới Phủ Thành Chủ. Hoa Hiểu Quế mang theo Hạ Huyên Huyên cùng Lý Cùng Hổ đi dạo tử Thiên Tông, thư giãn một tí. Lúc Cát Đồ gặp lại Lăng Tiếu thì thần sắc kích động nói không ra lời, Lăng Tiếu quả nhiên không có thất tín với hắn. Lăng Tiếu đi vào Phủ Thành Chủ lần nữa, Cát Đồ chỉ nói cho Lăng Tiếu cát bối hân ở đâu, sau đó hắn tự đi tìm. Leng Keng leng Keng Đông, lúc này âm luật du dương động lòng người vang lên. Âm luật lần này khác với lần trước, trong âm luật dường như mang theo ý tưởng nhớ, đồng thời cũng bất vài phần cô đơn tịch mịch, nhiều hơn vài phần vui sướng. Một khúc này thanh linh nhẹ nhàng, đột nhiên nàng phát hiện có người. Là ngươi tới sao? Lăng tiếu đi qua cầu nhỏ, thẳng vào trong đình, nhìn qua thân ảnh mảnh khản nói, là ta đến. Trên mặt cát bối hân vui mừng, sắc mặt vốn tái nhợt bây giờ nhiều hơn một phần đỏ ửng, trong ánh mắt nhìn lăng tiếu mang theo vô số nhu tình. Lăng tiếu tiến lên ngồi xổm bên cạnh nàng, nói, làm ngươi đợi lâu, Cát bối hân tươi cười, thần thái xinh đẹp không sao tả xiết. Nàng nói ra, mặc kệ đợi bao lâu, ta cũng nhất định chờ ngươi tới. Ân, lăng tiếu đáp nhẹ một tiếng, lấy tục cân sinh cốt đan ra, đưa tới trước mặt nàng. Hôm nay ngươi có thể đứng lên rồi. Trong mắt cát bối hân hiện ra thần sắc vui vẻ, nhưng mà nhanh chóng bình tĩnh lại, nói, cảm ơn ngươi. Giữa chúng ta không cần cảm tạ như vậy, lăng tiếu đáp. Cát bối hân ăn đan dược xong không hề giống như lý cùng hổ trực tiếp nhảy dựng lên, Tình huống của nàng và Lý Cùng Hổ khác nhau, nàng trước kia bị âm sát khí nhập thể làm cho hai chân tàn phế. Hôm nay tuy có tục cân sinh cốt đan, khôi phục huyết quản cùng xương cốt, nhưng mà nàng không. Cách nào trực tiếp đứng lên đi lại, nhưng mà quả thực có thể đứng lên. Ngày sau chỉ cần luyện tập đi lại nhiều thì có lẽ không khác người thường. Cát đồ nhìn thấy cháu gái có thể đứng lên, kích động lệ già giản ruộng, càng không ngừng cảm tạ lăng tiếu. Lúc trước mặt người ngoài không có quá nhiều cảm tạ được, Hắn lấy vài cọng tam giai linh thảo và 20 viên huyền tinh cảm tạ Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không có khách khí thu linh thảo và huyền tinh lại, trong đó hắn phát hiện có một gốc linh thảo tác dụng lớn với hắn, chuyện này làm cho hắn kinh hỉ. Một ngày qua đi thật nhanh, trước khi rời phủ thành chủ, Cát Bối Hân lưu luyến Lăng Tiếu thật lâu. Lăng Tiếu biết rõ cô nàng này có tình cảm thâm sâu với hắn, nhưng mà hôm nay hắn không thể hứa hẹn gì với Cát Bối Hân được, chỉ đành nói với nàng mình sẽ thường xuyên tới thăm nàng. Lúc này mới rời khỏi phủ thành chủ trở lại tử thiên tông lăng tiếu đi tới mộc kỳ phong trong mộc kỳ phong ai cũng biết lăng tiếu chính là ái đồ của phong chủ cũng không ai dám ám toán lăng tiếu nữa mà lao phạm nhân ám toán lăng tiếu lúc trước thì không chết cùng bỏ mạng càng không có ai dám chọc vào lăng tiếu dường như nhìn thấy lăng tiếu như nhìn quái vật đối với cái này lăng tiếu không đặt trong lòng trong núi không tuế nguyệt trong nháy mắt lăng tiếu đi vào trong tử thiên tông đã một năm một năm này lăng tiếu có một nửa thời gian ở trên dược phong có một nửa thời gian thì ở trên mộc kỳ phong ngẫu nhiên đi tới thành chỉ thăm hạ huyên huyên cùng với cát bối hân cát bối hân phục dụng lăng tiếu tục cân sinh cốt đan của xong trải qua điều dưỡng thời gian dài cũng tốt lên nhưng mà nàng vẫn du rú trong nhà rất ít đi ra ngoài thành mà nàng cũng không cảm thấy ngoài thành có gì mới lạ ngược lại khi lăng tiếu tới thăm nàng thì nàng mới yêu cầu được đi ra ngoài cát bối hân đẹp như tiên nữ đi trong thành tử thiên cho dù là nam nhân nào cũng dùn ánh mắt sói nhìn qua nàng vì thế còn gặp gỡ một hai lần những tên thiếu ra ăn chơi muốn ỉ mạnh hiếp yếu muốn cưỡng đoạt mỹ nhân. Đáng tiếc những tên thiếu gian chơi này bị Lăng Tiếu cắt đứt chân chó, chấn nhiếp không ít người. Đương nhiên Lăng Tiếu xuống núi thời gian chỉ là một phần nhỏ mà thôi, phần lớn thời gian của hắn là tu luyện và luyện dược. Hôm nay Lăng Tiếu dựa vào tu luyện ẩn mộc quyết cùng Tam phân Quy Nguyên khí, một thân huyền lực đạt tới huyền sĩ giai đỉnh phong. Tốc độ này phải nói nhanh tới cực điểm. Người có thiên phú cao muốn từ huyền sĩ cao giai sơ cấp tích lũy đến huyền sĩ đỉnh phong cũng cần 2-3 năm mà Lăng Tiếu chỉ cần một năm là đạt tới, quá khó tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó tinh thần lực của Lăng Tiếu tăng lên nên thường xuyên luyện chế đan dược, từ khi đi vào trong linh thảo đường mua linh thảo tăng tinh thần lực lên, tinh thần lực cũng tích lũy nhanh kinh người. Hiện tại Lăng Tiếu có thể lợi dụng tinh thần lực công kích trong phạm vi 20m, trình độ cảm ứng đạt tới 500m. Càng đáng nhắc tới là Lăng Tiếu tu luyện liệt viêm chỉ có chút thành tựu. Phần đông huyền công, trong huyền kỹ cũng chỉ có kim cương ngũ biến quyết vẫn giang dừng tại chỗ, cũng không có bất kỳ tiến triển việc này làm cho lăng tiếu buồn rầu không thôi. Kim cương ngũ biến quyết không kém gì tam phân quy nguyên khí, so với ẩn mộc quyết muốn cường hãn hơn nhiều lắm, lăng tiếu không thể nào buông tha tu luyện kim cương ngũ biến quyết. Nhưng mà hắn biết rõ việc này vẫn thiếu cơ hội, căn bản không gấp được. mươi 328, Tẩu Hỏa Nhập Ma một Mặt khác hoa hiểu quế nửa năm trước đã đột phá lên huyền giả cao dai, lại trải qua củng cố cảnh giới nửa tháng. Nam Cung thường nhạc lại cho hắn dùng đan dược, lúc này tăng tu vị của hoa hiểu quế lên huyền sĩ giai hôm nay hắn đã có thể sử dụng hòa thuộc tính luyện đan hiện tại hắn mới xem như nhất phẩm luyện dược sư chính thức không thể không nói thiên phú luyện đan của hoa hiểu quế cực cao ngay cả nam cung thường nhạc cũng thường xuyên khen không dứt miệng mặc dù tỷ lệ thành đan của hắn không có biến thái như lăng tiếu nhưng mà cũng cao tới bảy tám thành đối với một tên nhất phẩm luyện dược sư mà nói đây là chuyện khó tưởng tượng được thông qua lăng tiếu quan sát hắn cảm giác cảm thấy sư phó nam cung thường nhạc cùng hoa hiểu quế có quan hệ rất mật thiết cảm giác giữa hai người có bí mật không muốn ai biết lăng tiếu cũng không phải người thích nghe ngóng chuyện người ta hiếu kỳ thì hiếu kỳ nhưng mà hắn cũng không miệt mài với chuyện này làm gì huống hồ hắn không phải là loại người có lòng đố kỵ mạnh cho dù nam cung thường nhạc chiếu cố và thân thiết với hoa hiểu quế cũng không sao cả nam cung thường nhạc tuy là tứ phẩm luyện dược sư nhưng mà trong mắt lăng tiếu cũng chỉ là luyện dược sư cao hơn hắn một cấp mà thôi chờ hắn đột phá linh sư giai thực lực càng cường đại, lại có đan phương và luyện đan quyết, bằng thiên phú và lĩnh ngộ của hắn muốn trở thành tứ phẩm luyện dược sư, cũng không khó khăn. Thời gian bình tĩnh trôi qua thật nhanh. Lúc này Lăng Tiếu đột nhiên nhận được tin tức khiến hắn tức giận. Hạ Huyên Huyên bị người ta bắt đi. Lăng Tiếu nhận được tin tức này là lúc tu luyện trên Mộc Kỳ Phong bên, là Lý Cuồng Hổ tìm được Cát Đồ, Cát Đồ phái người thông tri cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu biết được tin tức này thì tức giận, lúc này buông tu luyện từ Mộc Kỳ Phong xuống núi nhìn thấy Lý Cùng Hổ thì thấy thân thể của hắn thập phần suy yếu, hiển nhiên là bị trọng thương, khá tốt không có nguy hiểm tới tính mạng của mình. Cuồng Hổ, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu đè nén lửa giận, xanh mặt hỏi. Nếu như không phải nhìn thấy Lý Cùng Hổ bị thương, hắn khẳng định phải của trách Lý Cùng Hổ bảo hộ bất lực. Đối với Hạ Huyên Huyên, Lăng Tiếu xem nàng như muội muội của mình, rất che chở và yêu thương, nhưng mà bây giờ lại bị người ta bắt đi thì sao không giận? Lý Cùng Hổ từ trên giường đứng lên, quỳ trước mặt Lăng Tiếu, thỉnh thiếu ra trách phạt cuồng hổ không thể bảo vệ tiểu thư người trước đứng lên đi lăng tiểu ứng một tiếng hít sâu một hơi lại nói nói xem đã xảy ra chuyện gì lý cuồng hổ đứng lên thản nhiên nói hôm nay tiểu thư chơi đùa trong sân đột nhiên có một lão nhân cổ quái muốn thu tiểu thư làm đồ đệ tiểu thư tự nhiên không dám lão đầu này lập tức mang theo tiểu thư đi thuộc hạ tiến lên ngăn cản không ngờ thực lực lão nhân này bất phàm một chiêu đánh thuộc hạ ngất đi sau khi thuộc hạ tỉnh lại thì không thấy tiểu thư Bất đắc dĩ đành phải đi tới chỗ thành chủ các đồ cầu cứu. Một chiêu đánh ngươi ngất đi, Lăng Tiếu nhíu mày hỏi ngược lại, còn nói, chẳng lẽ người này là cao thủ linh sư giai? Thiếu gia, ta, ta không cảm ứng được linh lực từ người của hắn, hơn nữa ta cảm thấy hắn có lẽ không phải linh sư giai đơn giản như vậy. Lý Cuồng Hổ suy đoán nói ra. Không chỉ là linh sư giai, Lăng Tiếu sợ hãi nói. Ân, lúc ấy hắn chỉ đưa ngón tay lên, thuộc hạ hoàn toàn mất đi lực phản kháng cường giả linh sư dây chẳng ai cường đại như vậy cả lý cùng hồ đáp trong lúc nhất thời lăng tiếu nhíu mày suy tư cảm giác vô lực sinh ra trong lòng sau khi hắn trọng sinh tới bây giờ còn chưa từng xuất hiện tình trạng này bao giờ hạ huyên huyên bị bắt đi hắn không biết là người nào làm ngay cả lý cùng hồ là huyền sĩ cao giai cũng bị một ngón tay làm bất tỉnh nhân sự có thể thấy người tới cường đại cỡ nào cho dù mình ở bên cạnh hạ huyên huyên đoán chừng cũng không có biện pháp bảo vệ hạ huyên huyên Móa, thực lực vẫn còn quá thấp, phải mau chóng đột phá linh sư giai. Lăng Tiếu nắm chặt hai đấm, trong nội tâm khát vọng tăng thực lực. Đồng thời hắn cũng bảo các đồ phân bố nhân thủ đi tìm lão đầu cổ quái, mà Lý Cuồng Hổ nói, nhưng mà lật tung cả thành tử thiên cũng không thấy bóng người nào cả. Hạ Huyên Huyên từ đó mất đi tin tức. Nhưng mà vừa nghĩ tới đối phương thu nàng làm đồ đệ, chắc hẳn không có nguy hiểm gì, Lăng Tiếu cũng không tiếp tục tìm kiếm. Lăng Tiếu quay về tông môn, tuyên bố bế tử quan trên Mộc Kỳ Phong, không đạt tới linh sư giai thì không xuất quan. Mộc Hoè không nghĩ tới Lăng Tiếu trong thời gian ngắn như thế đột phá linh sư giai, lúc này cao hứng không kịp. Lăng Tiếu mới 19 tuổi a, à, trong Tử Thiên Tông đạt tới linh sư giai chưa tới 20 tuổi cũng chỉ có Vân Mộng Kỳ, mà thôi. Trong lòng của hắn kỳ vọng Lăng Tiếu có thể thành công. Đối với Lăng Tiếu đóng cửa bế quan, Nam Cung Thường Nhạc cũng không có ý kiến gì, dù sao hắn hiểu được Lăng Tiếu đột phá cũng mới có lợi, tới lúc đó truyền thụ cho Lăng Tiếu luyện chế tam phẩm đan dược, trong thạch động linh khí sung túc của mộc kỳ phong lăng tiếu ngồi ngay ngắn như tương đá quanh thân tỏa ra hào quang thuộc tính cường đại lăng tiếu lựa chọn lúc này bế tử quan có một nguyên nhân khác là do hạ huyên huyên nguyên nhân là vì bóng hình mình theo đuổi càng đi càng xa bởi vì hắn vô tình ý nghe được sư phó mộc hoài nói vân mộng kỳ ngày hôm qua thành công từ nửa bước vương giai đột phá đến vương giai lăng tiếu nghe vậy tâm thần chấn động hắn cảm giác tốc độ tiến giai của mình quá chậm chậm không biết năm nào tháng nào mới có thể đuổi theo bước chân của vân mộng kỳ lúc này đây huyền lực của hắn đột phá tới huyền sĩ cao giai đỉnh phong không thể chờ được muốn đột phá ngay huyền sĩ giai muốn đột phá linh sư giai là sức chiến đấu chuyển biến rõ ràng cũng là tầng thứ cao mà võ giả khác cả đời cũng không đột phá được đạt tới linh sư giai bản thân võ giả tu luyện không còn là huyền lực thế nhưng mà hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài rèn luyện thân thể lớn mạnh cường hóa thân thể của mình khiến cho sức chiến đấu càng thêm kinh người đồng thời cũng nội thị tình huống của bản thân ví dụ như ngũ tạng lục phủ kinh mạch huyệt khiếu thức hải có thể nói đột phá linh sư giai mới xem như tu luyện giả chính thức linh sư giai tại thành vẫn thạch đại biểu cho lực lượng cường đại nhất nhưng mà trong tử thiên tông chỉ là lực lượng trung kiên phóng nhãn cả huyền linh đại lục chỉ là võ giả mới nhập môn muốn mang huyền lực trong người chuyển hóa thành linh lực nhất định phải cảm ứng được sự tồn tại của thiên địa linh khí sau đó dẫn đạo thiên địa linh khí vào trong cơ thể khiến linh lực thay thế huyền lực, như thế có thể trở thành linh sư chính thức. Quá trình này nhìn thì vô cùng đơn giản, nhưng mà làm được bước này lại vô cùng khó khăn. Bằng không thì cao thủ linh sư trong thành vẫn thạch cũng không, ít tới thảm thương như vậy. Chương 329, Tàu hỏa nhập ma. 2. Vốn dùng lĩnh ngộ của Lăng Tiếu và trình độ huyền lực hiện tại, xác thực có cơ hội nhất định lĩnh ngộ linh khí, thay thế cho huyền lực trong người, khiến hắn đạt tới linh sư giai. Nhưng mà tâm tình của hắn hiện tại rất loạn, trạng thái ngồi xuống hiện tại cũng loạn. Huyền lực trong người không có ngưng tụ mà nó lại tán loạn, khí tức hoàn toàn loạn và phun ra một ngụm tiên huyết. Hai mắt của hắn đỏ bừng đáng sợ, một thân huyền lực trướng lên làm kinh mạch toàn thân đau đớn. A à a, à, Lăng Tiếu giống như con dã thú, hai đấm của hắn không ngừng vung loạn, từng đạo huyền lực đánh lên vách đá và hắn kêu gào loạn xạ. Đám đệ tử tu luyện gần đó trên Mộc Kỳ Phong, không ngừng bị âm thanh to lớn làm kinh hô, đánh gãy tĩnh tu, từ trong thạch động ra ngoài. Mẹ kiếp, làm cái quỷ gì, muốn hủy ngọn núi a? Người bế quan trong phòng số 8 là ai? Quá đáng giận, lão tử thiếu chút nữa đã đột phá, như thế tốt rồi, lần sau không biết đột phá vào lúc nào nữa, lão tử đi liều mạng với hắn. Đừng có đi, không thấy người ta tạo động tĩnh như vậy còn không có gì sao? Ngươi đi vào chỉ tự đòi mất mặt. Mẹ kiếp, thật sự là biến thái, muốn đi luyện công cũng không được, không biết qua bao lâu, trong thạch động dần dần bình tĩnh lại. Một đạo nhân ảnh té xuống đất, sống chết không rõ, hai đốt ngón tay đầy máu giờ phút này kinh mạch trong người lăng tiếu thác loạn nội tức mất trật tự không chịu nổi thân thể hôn mê bất tỉnh bên ngoài động khẩu một lão nhân hiện ra thạch thất bị phong bế cũng mở ra mộc hoài chậm rãi đi vào nhìn thấy lăng tiếu trên mặt đất lắc lắc đầu nói đứa nhỏ này quả nhiên quá nóng vội sau đó mộc hòe nâng lăng tiếu trên mặt đất lên mang theo hắn bay ra ngoài trở lại chỗ ở mộc hòe đặt trưởng vào ngực của lăng tiếu một dòng năng lượng màu xanh lá hiện truyền vào ai ngờ dòng năng lượng này vừa vào trong người của lăng tiếu, thì bị một đạo hấp lực hút vào sâu trong thức hải của lăng tiếu. Mộc hòe không biết xảy ra chuyện gì, hắn nhíu mày, cũng thúc giục nhiều linh lực hơn. Thế nhưng mà thân thể của lăng tiếu giống như cái động cong đáy, mặc kệ hắn truyền bao nhiêu năng lượng cũng không đủ, chuyện này làm cho mộc hòe không hiểu nổi. Chẳng lẽ thân thể mộc thuộc tính của tiểu tử này cần quá nhiều linh lực sao? Mộc hòe tự nói một câu, không rót linh lực nữa, nhét hai viên đan dược vào trong người lăng tiếu lúc này hắn ôm lăng tiếu bay tới dược phong nam cung lão đầu mau ra đây cứu người mộc hòe nóng vội an nguy của lăng tiếu vừa vào dược phong đã kêu to một tiếng nam cung thường nhạc từ một hướng bay nhanh ra lão hòe lăng tiếu như thế nào nam cung thường nhạc nhìn thấy mộc hòe ôm lăng tiếu lo lắng hỏi tiểu tử này muốn đột phá linh sư giai tâm tính có chút nôn nóng đoán chừng bị tẩu hỏa nhập ma ngươi xem trước đi mộc hòe giải thích một câu sau đó hạ xuống Nam Cung Thường Nhạc dẫn đường phía trước đi vào một gian phòng. Mộc Hòe đặt Lăng Tiếu xuống, Nam Cung Thường Nhạc vội vàng bắt mạch môn của Lăng Tiếu. Thật sự là tẩu hỏa nhập ma. Nam Cung Thường Nhạc sờ vào mạch môn của Lăng Tiếu, lập tức khẳng định Lăng Tiếu bị tẩu hỏa nhập ma, không nói hai lời lấy hai viên đan dược nhét vào trong miệng Lăng Tiếu. Mộc Hòe lo lắng bên cạnh, hắn không có việc gì chứ? Ăn chấn tâm đan của ta, có lẽ rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, nhưng mà trong thời gian ngắn không thể đột phá tiếp, hơn nữa kinh mạch tổn thất có khả năng thực lực giảm xuống nam cung thường nhạc nói ra không có chuyện là tốt rồi thực lực giảm còn tu trở lại được nhưng mà tâm tính của tiểu tử này phải mài giũa mới được bằng không thì lần sau còn như vậy chỉ sợ mộc hòe buông lỏng một hơi nói ra người tuổi trẻ có đôi khi luôn dễ dàng xúc động lần này hắn ăn đau khổ chưa chắc không phải chuyện tốt đi thôi chúng ta đi ra ngoài tiểu tử này trong thời gian ngắn không tỉnh lại đâu nam cung thường nhạc cười khổ một tiếng nói ra Ân, ngươi nói đúng, dù sao hắn còn trẻ tuổi, chỉ cần trước 25 tuổi đột phá linh sư giai thì không có vấn đề gì." Mộc Hoài gật gật đầu đáp. Hai người đi ra khỏi phòng. Lăng Tiếu nằm ở trên giường, phục dụng đan dược xong, tình huống trong người dần dần cải thiện, kim cương ngũ biến quyết lại bắt đầu phát huy công hiệu thần kỳ của nó, những kinh mạch tổn thương được chữa trị, thân thể của hắn chậm rãi khôi phục lại. Mà ý thức của Lăng Tiếu đang tiến vào trong tinh thần hải. Hắn giống như đi vào trong thế giới khác nhìn thấy cây nhỏ màu xanh trong thức hải của mình, lại có thiên âm phong châu, hắn kinh ngạc. Thì ra trong thức hải của hắn có hia thứ này. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng tiếu khó hiểu, hắn chưa từng tiến vào nơi kỳ lạ như thế này. Lúc này trong cây nhỏ có một thân ảnh màu xanh đi ra ngoài, không phải lục ông còn có ai. Tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lục ông vuốt dâu tươi cười hỏi thăm. Lục lão, vì sao ta tiến vào thức hải vậy? Lăng tiếu khó hiểu hỏi thăm lục ông ha ha chuyện này phải hỏi ngươi mới đúng chẳng lẽ không phải chính ngươi tới sao lục ông cười nói ta cũng không biết vì sao ta đi vào đây đấy cho nên mới hỏi ngươi a à, ta còn tưởng rằng là ngươi kéo ta tiến vào đây đấy lăng tiếu cười khổ nói xem ra mình đang ở trạng thái không tốt vậy à ta còn tưởng rằng ngươi đã tu luyện tới cảnh giới linh hồn xuất khiếu đấy lục ông kinh ngạc nói linh hồn xuất khiếu đó là cảnh giới gì lăng tiếu khó hiểu hỏi ách với thụ linh và linh thú chúng ta mà nói phải đạt tới ngoài bát giai mới ngưng tụ ra thần hồn. Về phần nhân loại các ngươi thì ta không rõ. Lục ông giải thích nói ra. Bát giai, lăng tiếu sắc mặt tối sầm. Bát giai linh thú tương du rong với võ giả huyền đế đấy. Đối với lăng tiếu mà nói không thể nghi ngờ là tồn tại như thần linh. Lục ông không biết hắn chưa tu luyện tới bát giai. Lão gia hỏa này nói chuyện không có suy nghĩ nha. Nhìn thấy bộ dáng im lặng của lăng tiếu, lục ông vỗ đầu mình nói, ôi thiếu chút nữa ta quên ngươi còn trẻ tuổi như thế làm sao đạt tới cảnh giới bắt giai, bằng không ta còn ở bộ dáng này sao? Đúng rồi, Lục lão, ta có được mộc thuộc tính, có phải là bởi vì ngươi hay không?" Lăng cười hỏi. Hắn nghi vấn chuyện này đã lâu, hắn vẫn cảm thấy đây là do Lục ông hoặc Vạn Nghiên thụ nhũ chấp, bằng không hắn làm sao có được mộc thuộc tính trăm phần trăm cơ chứ? "Ta nghĩ hẳn là do ta chiếm cứ thức hải của ngươi, kỳ thật cũng tương đương với một bộ phận thân thể của ngươi đấy, có lẽ cũng ảnh hưởng tới thể chất." Lục ông trầm tư nói ra quả là thế, vậy ngươi có biết nó là cái gì hay không? Lăng tiếu giật mình, chỉ vào thiên âm phong châu không xa hỏi. Cái gì, ngươi không biết nó là gì sao? Lục ông kinh ngạc nói. Không biết, lăng tiếu lắc đầu đáp. Trường 330, ngộ nhập thức hải. Hạt châu này hắn lúc ở dưới vực sâu hoang tùng sơn mạch gặp được, lúc ấy suýt nữa chết oan chết uổng, về sau nhờ vào hạt châu này chui vào trong người, sau đó biến mất khó hiểu, hiện tại không nghĩ tới nó ngây ngốc trong người của mình, Đối với thứ không biết này, bất luận kẻ nào cũng sợ hãi không hiểu. Ai, thật không biết tiểu tử ngươi gặp vận khí cứt cho gì, nó chính là vật phẩm do thiên địa tạo hóa ngưng tụ thành, dưới hoàn cảnh trí cực, trải qua vạn năm hoặc vài vạn năm mới ngẫu nhiên thai ngén ra một hạt châu, mà hạt châu này do âm sát ngưng tụ mà thành, được gọi là thiên âm phong châu. Lục ông khẽ thở dài giảng giải tri thức cho lăng tiếu nghe. Nó, nó chính là thiên âm phong châu sao? Lăng tiếu bị lục ông nói lời này liền kêu to lên. Từ lúc ở dưới vực sâu, Lăng Tiếu đã biết được nó là thiên tài địa bảo, nhưng mà có quá ít tư liệu nói về nó. Đúng vậy, chúng trải qua sinh tồn vạn năm trở lên đã là vật có linh tính, chúng có ý thức tự chủ, một khi chúng tán thành, dò là linh thú hay nhân loại mà nói đều đạt được chỗ tốt lớn lao. Lục ông nói, khó trách phong thuộc tính của ta độ tinh khiết cũng là trăm phần trăm, xem ra là bởi vì nó cả. Lăng tiếu mừng rỡ nhìn qua thiên âm phong châu thì thào nói ra, loại linh vật thiên địa hiếm thấy này rõ ràng thừa nhận sự tồn tại của hắn trong lúc nhất thời tâm tình rất tốt nhưng mà nghe lục ông nói vậy có lẽ thiên âm phong châu không có tác dụng lớn với hắn nhưng mà từ trước tới nay hắn chỉ sử dụng được tiên thiên âm phong sát khí những tác dụng khác hắn không có biết chắc hẳn tác dụng của nó là giúp ta tu luyện nhanh hơn nếu như ta chỉ tu luyện phong thần công tin tưởng thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh lăng tiếu suy đoán hỏng bét vừa rồi ta không phải đang đột phá sao tại sao ta lại tiến vào trong này làm thế nào đi ra ngoài đây lăng tiếu bỗng nhiên mới nhớ lại mình lúc trước đang đột phá linh sư giai không nên gấp gáp đây là thân thể của ngươi ngươi đã có thể đi vào thì dễ dàng đi ra ngoài nhưng mà ta đề nghị ngươi nên ngây ngốc lâu hơn đi chuyện này chỉ có lợi với ngươi mà thôi lục ông nói ra vì cái gì nói như vậy lăng tiếu không rõ hỏi thăm nơi này là tinh thần thức hải của ngươi chẳng lẽ ngươi không mở rộng nó một ít sao lục ông hỏi ngược lại như vậy cũng được sao lăng tiếu sững sờ hỏi đi nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi phải câu thông với nó mới được lục ông chìa chìa thiên âm phong châu nói ra nó nó có thể giúp ta mở rộng thức hải đương nhiên có thể nó chính là vật do thiên địa tạo thành ẩn chứa năng lượng quả thực không nói nổi chỉ cần nó nguyện ý giúp ngươi nó có thể khiến thức hải của ngươi mở rộng cực lớn chuyện này giúp ngươi tu luyện tinh thần lực có lợi lớn hơn nữa khi ngươi câu thông với thiên địa linh khí cũng dễ dàng hơn tới lúc đó thu nhập linh khí vào thức hải đối với tu hành của ngươi ngày sau có tác dụng khó đo lường được. Lục ông giảng giải. Ta làm cách nào mới có thể câu thông với nó? Lăng tiếu hỏi lại. Ngươi có thể dùng tâm linh thử câu thông với nó, nó đã tán thành ngươi, tin tưởng nó sẽ giúp ngươi, hơn nữa với nó đây là một chuyện tốt, thức hải của ngươi lớn thì dự trữ tinh thần lực cũng lớn, nó cũng có thể hấp thu lớn mạnh. Lục ông đáp, lăng tiếu suy tư một chút, hai mắt sáng lên, nói, tốt, ta thử xem, lúc này lăng tiếu tới trước thiên âm phong châu, ngồi xuống, bắt đầu dùng tâm linh câu thông với nó. Lăng tiếu không? bía trong thức hải thế này hắn ngẩn ngơ một tháng. Bên ngoài mộc hòe cùng Nam Cung thường nhạc sắp phát điên rồi. Nam Cung lão đầu, ngươi nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói chấn tâm đan của ngươi có tác dụng sao? Tại sao một tháng qua mà hắn không tỉnh? Mộc hòe nhìn Nam Cung thường nhạc quán giận nói. Thật vất vả thu đồ đệ có tiền đồ, thật sự không muốn nhìn thấy hắn chết. Ngươi đừng có ồn ào nữa được không? tình huống của hắn ngươi cũng không phải không biết thân thể không có chút việc gì thế nhưng mà hắn không có tỉnh ta làm sao bây giờ nam cung thường nhạc cũng khó chịu nói trong lúc nhất thời hai người thở dài không nói cái gì nữa trầm mặc trong chốc lát mộc hòe nói không bằng ta dẫn hắn đi gặp sư phó lão nhân ra đi lão nhân ra ông ta kiến thức rộng rãi chắc biết có chuyện gì xảy ra nam cung thường nhạc gật đầu nói chỉ có thể như thế thời điểm mộc hòe muốn ôm lăng tiếu lên lăng tiếu mở to mắt hai vị sư phó các ngươi đều ở đây ạ à? lăng tiếu đứng lên kinh ngạc hỏi thăm ngươi cũng đã tỉnh rồi nam cung lão đầu mau nhìn xem hắn có việc gì không mộc hoài kinh hỉ kêu lên nam cung thường nhạc nắm tay lăng tiếu lên dò xét một phen nói việc lạ như thế nào chẳng lẽ còn có vấn đề mộc hoài khẩn trương hỏi thăm úc không có việc gì rất tốt đấy huyền lực trong người vô cùng vững chắc không có dấu hiệu rút lui thực sự là hiếm thấy nam cung thường nhạc vội vàng đáp không có việc gì là tốt rồi mộc hòe buông lỏng một hơi nhìn qua lăng tiếu nói tiểu tử ngươi quá xúc động rồi tính toán ngươi ở trên dược phong một thời gian ngắn đi chờ trạng thái của ngươi tốt thì lên mộc kỳ phong tu luyện dứt lời mộc hòe rời đi lăng tiếu cảm nhận được mộc hòe quan tâm hắn nên ấm áp sư phó làm ngài lo lắng rồi lăng tiếu nhìn qua nam cung thường nhạc nói ra con đường tu luyện chú ý cứng cỏi nhẫn nại dũng cảm tiến tới cùng với trầm ổn bình tĩnh lúc này ngươi đột phá thất bại tự nhiên hảo hảo nghĩ lại đi nam cung thường nhạc nhàn nhạt nói sau đó rời khỏi gian phòng của lăng tiếu lăng tiếu suy tư về lời của nam cung thường nhạc nói nội tâm giật mình dĩ vãng thời điểm mình muốn đột phá mỗi giai đều chú ý chiết xuất áp xúc thời điểm trạng thái tốt nhất mới lựa chọn đột phá lúc này quả thực nóng vội hơn nữa tâm tình lo lắng lúc này mình suýt nữa tàu hỏa nhập ma may mắn lúc này xem như nhân họa đắc phúc tinh thần hải được thiên âm phong châu mở rộng gấp 5 lần nếu không phải cảnh giới lăng tiếu có hạn thì còn tăng lên nhiều. Tinh thần lực cũng vì vậy mà cường tráng hơn gấp đôi, chỉ cần tinh thần lực của hắn lại nhồi vào thức hải, liền có thể khiến cho tinh thần lực ngưng tụ diễn hóa ra một ít chiêu thức cường đai hơn, đến lúc đó không đơn thuần là châm, quyền, trưởng, các dạng công kích. Ví dụ như hắn có thể lợi dụng tinh thần lực diễn hóa chiêu đầu tiên của bài vân trưởng, là lưu thủy hành vân, phong thần thối thức thứ nhất bộ phong chóc ảnh, thiên xương quyền xương phong phát diện, lợi dụng tinh thần lực diễn sinh ra chiêu thức, uy lực của nó còn mạnh hơn tự mình xuất chiêu vài chục lần. Dưới huyền sĩ giai chỉ cần ý niệm lăng tiếu khẽ động, chỉ sợ sẽ nổ thức hải mà chết. Về phần dùng đối phó linh sư giai có lẽ cũng khiến bọn họ không có kết cục tốt. Chương 331, Mai Hoa Mê Tung Trận, 1. Lăng Tiếu lúc này tuy không thể đột phá linh sư giai, thế nhưng mà hôm nay đã có lực lượng thần bí chống lại linh sư giai. Mấy ngày kế tiếp Lăng Tiếu chữa trị những bệnh kín lưu lại trong người lúc đột phá, đồng thời cũng nếm thử công kích thực tế khi vận dụng tinh thần lực uy lực mạnh hơn trước kia quá nhiều chuyện này khiến lăng tiếu mừng rỡ không thôi lão đại có ở đây không ngoài phòng vang lên tiếng của hoa hiểu quế bái kiến hoa sư huynh lăng sư huynh đang ở trong phòng đệ tử ngoại môn ngoài cửa đáp đệ tử ngoại môn này chính là người trong coi dược viên vu lãng trải qua khảo nghiệm một năm qua lăng tiếu cảm thấy vu lãng làm người trung thực tin cậy cực kỳ chấp nhất với luyện dược tuy thiên phú không cao nhưng mà lăng tiếu cũng thiếu một tùy tùng cho nên cho vu lãng đi theo hắn lăng tiếu từ trên giường đi ra ngoài phòng nhìn hoa hiểu quế xuân phong đắc ý, nói tiểu quy cười dâm đắng như thế có phải có chuyện tốt không hắc hắc lão đại sư phó bảo chúng ta đi bích tuyển các lấy thiên nhiên bích đàm thảo luyện chế băng hàn đan hoa hiểu quế cười quái dị nói tiểu tử ngươi thì ra là nhân cơ hội này đi gặp tiểu tuyết nha trách không được cao hứng như vậy lăng tiếu trêu ghẹo Nhìn ngươi nói, ngươi cũng không phải không biết tâm tư của ta với tiểu tuyết, hôm nay đã qua một năm, ta đạt tới nhị phẩm luyện dược sư, còn hai năm không biết có đạt tới tam phẩm chi cảnh không. Hoa Hiểu Quế nói ra, phải tin tưởng chính mình, đi thôi, tới Bích Tuyển Cát, nghe nói chỗ đó nhiều như mây, phải mở mang kiến thức một chút. Lăng Tiếu Cổ Vũ nói một câu, sau đó vỗ vai Hoa Hiểu Quế đi tới Bích Tuyển Cát. Bích Tuyển Cát nằm ở ngọn núi phía nam, trong lòng núi có một đầm nước băng hàn, đầm nước này hàn khí bức người chuyện này khiến cho nhiệt độ ngọn núi chính của Bích Tuyền Các luôn thấp hơn các nơi khác nhiều lắm. Trong này cảnh đẹp tịch mịch động lòng người, trăm hoa đua nở. Từng gốc mai nở nụ hoa cực đẹp, giống như tỏa ra tinh quang mênh mông, tâm thần mê người, khiến người ta không ngừng được. Nếu người biết trận đồ thì nhận ra đây chính là mai hoa mê tung trận. Người bình thường không quen thuộc trận này và không có người dẫn đường, chỉ sợ sau khi tiến vào sẽ mất phương hướng, cho bị nhốt bên trong tới chết, đều không có biện pháp tìm được đường ra giờ phút này lăng tiếu cùng hoa hiểu quế đã bị khốn bên trong trước khi tới hoa hiểu quế còn không có nghe qua nam cung thường nhạc dặn dò không chờ được chạy tới tìm lăng tiếu cùng hắn đi tới bích tuyển cát không ngờ đi rừng mai dưới chân núi thì lạc đường lão đại ngươi nói đây là trận pháp sao hoa hiểu quế há to mồm hỏi lăng tiếu trên mặt lăng tiếu tươi cười ngồi xuống đúng vậy trận pháp hoa mai này trồng thì mất trật tự nhưng lại có định luật mới đầu ta còn tưởng là trùng hợp bây giờ chúng ta đi nửa canh giờ lại đi vòng vòng tại chỗ đây là trận pháp vậy phải làm sao bây giờ nếu không chúng ta gọi người tới hoa hiểu quế nghiêm mặt nói ra gọi cái rắm a người ta muốn thả chúng ta đi vào thì đã sớm phái người tới đây đón chúng ta rồi chuyện này chính là cố ý giam chúng ta đấy lăng tiếu tức giận nói không thể nào chúng ta cũng không phải địch nhân tại sao phải giam chúng ta chứ hoa hiểu quế không rõ mà hỏi thăm ngươi hỏi ta thì ta đi hỏi ai đây ngồi xuống trước ta suy nghĩ làm sao phá trận đã lăng tiếu vỗ vỗ mặt đất Nhìn qua Hoa Hiểu Quế, "Lão đại, ngươi còn hiểu trận pháp?" Sao? Hoa Hiểu Quế vẻ mặt sùng bái hỏi thăm. "Một chút, cũng không biết có nhớ được hay không, đừng phiền ta." Lăng Tiếu không kiên nhẫn nói một câu, sau đó lâm vào trầm tư. Hoa Hiểu Quế ngoan ngoãn im lặng, ngồi xuống, trong nội tâm thầm hô, không hổ là lão đại của ta, thật sự là tinh thông mọi thứ. Nhưng mà trong mai hoa mê tung trận, bên có hai bóng hình xinh đẹp đang đứng ở xa xa nhìn chăm chú vào Lăng Tiếu, cùng Hoa Hiểu Quế hai người. Đây là hai thiếu nữ trẻ tuổi, hai nàng lớn lên thành lệ thoát tục, nhưng mà so sánh với nhau, vẫn là thiếu nữ trên đầu có châm kết hoa mai xinh đẹp hơn. Thiếu nữ này mặc tơ lụa màu hồng, nổi bật dáng người lung linh của nàng, lung linh hấp dẫn, nàng giống như hoa vương, đứng ngạo nghễ trong bụi hoa. Một tay của nàng đặt lên môi, trong đôi mắt hiện ra thần sắc giảo hoạt, giống như tiểu ma nữ bướng bỉnh, đang đánh giá Lăng Tiếu cùng Hoa Hiểu Quế, không biết đang đánh chú ý gì. Tiểu sư muội, chúng ta làm vậy không thích hợp a, à, các chủ sẽ trách tội đấy bên cạnh thiếu nữ áo hồng là một thiếu nữ áo xanh khuyên can cô gái này lớn hơn thiếu nữ áo hồng vài tuổi sợ cái gì chỉ đùa với bọn họ mà thôi lại không liên quan tới ngươi cho dù các chủ trách tội cũng nhắm vào ta mà thôi thật sự là thiếu nữ áo hồng bĩu môi bất mãn thế nhưng mà bọn họ là sư huynh của dược phong các chủ sớm phân phó dẫn bọn họ vào thiếu nữ áo xanh nói ra được rồi nếu như bọn họ qua nửa canh giờ mà không phá được trận chúng ta lại dẫn bọn họ đi ra ngoài dù sao chúng không kém chút thời gian này thiếu nữ áo hồng không thuận theo nói ra. Thiếu nữ áo xanh thấy thiếu nữ áo hồng nói như vậy, cũng không dám nhiều lời cái gì nữa, ai bảo thân phận của nhân gia đặc thù cơ chứ. Trong chốc lát lăng tiếu đứng lên, khóe miệng mỉm cười, lẩm bẩm nói, hoa mai trận, một là tuân theo càn, hai là đoái, ba là ly, bốn là chấn, năm là tốn, sáu là khảm, bảy là cấn, tám là khôn mà bố cục thành, bích tuyển các là thủy thuộc tính nên ứng với khảm môn, khảm môn chính là sinh môn lăng tiếu vừa nói thì dựa theo luật định đi tới mỗi đi sáu bước đều biến đổi một phương vị hoa hiểu quế tự nhiên đi theo phía sau nhưng mà hắn không hiểu lăng tiếu nói cái gì hắn cảm thấy đi theo lão đại chắc chắn không sai tiểu sư muội hắn bọn họ sắp đi ra thiếu nữ áo xanh hoảng sợ nói ra ta thấy rồi thực không có nghĩ tới tên này còn hiểu trận pháp nhưng mà cũng không thể khinh địch cho bọn họ đi ra ngoài được bằng không thì bổn cô nương còn mặt mũi gì nữa thiếu nữ áo hồng tức giận nói ra tiểu sư muội ngươi muốn làm gì thiếu nữ áo xanh lo lắng ngươi nhìn là được rồi thiếu nữ áo hồng nói một câu kế tiếp hai tay của nàng đánh ra vài đạo thủ ấn từng đạo huyền lực chấn động bay ra ngoài trong chốc lát trong hoa mai trận sương mù lượn lở thấy không rõ phương hướng chính thức giống như trong cốc là một mảnh xương khói lúc này ta muốn nhìn ngươi làm sao nhìn rõ phương hướng thiếu nữ áo hồng ăn hai viên đan dược vào bụng tươi cười tái nhợt lẩm bẩm xem ra chiều kia tiêu hao không ít huyền lực Thiếu nữ áo xanh bên cạnh cảm thấy chán nản, nàng là đệ tử phụ trách tiếp dẫn, hôm nay lại mang người được tiếp dẫn đưa vào mai phục, nếu chuyện này bị các chủ biết rõ thì nàng không có thời gian tốt lành rồi. Chương 332, Mai Hoa Mê Tung trận, 2. Đừng phát ngốc, nhìn xem bọn họ có đi ra ngoài hay không. Thiếu nữ áo hồng hưng phấn như tiểu nữ hài, lôi kéo nữ tử áo xanh đuổi theo Lăng Tiếu. Lão đại, tại sao vô duyên vô cớ có sương mù, bây giờ lại không nhìn ra đường rồi. Hoa Hiểu Quế nhìn thấy trước mặt không nhìn rõ năm ngón tay buồn rầu nói một câu. Lăng tiếu hơi nhíu mày, trong nội tâm nghi hoặc, vì sao đột nhiên có sương phu, khẳng định có người làm trò quỷ. Đột nhiên xuất hiện sương mù là chuyện không tưởng tượng nổi, nhưng mà hắn nghĩ mãi không rõ trong tử thiên tông ai nhàm chán đi làm chuyện này. Chẳng lẽ muốn vào bích tuyển các phải khảo nghiệm sao? Được rồi, ta xem như khảo nghiệm đi. Lăng tiếu thì thảo nói một câu, sau đó nói với hoa hiểu quế, tiểu quy theo sát. Lăng tiếu vừa nói xong câu này, Hắn đi nhanh hơn, mà sương mù trước mặt không có ảnh hưởng tới thị giác của hắn, kỳ thật hắn mở rộng tinh thần ra quan sát rồi. Tinh thần lực chỉ dẫn vô hình, trong phạm vi 500m không có gì giấu hắn được. Quả nhiên có quỷ, Lăng Tiếu dường như cảm ứng được cái gì, mỉm cười, tốc độ đi nhanh hơn vài phần. "Lão đại, ngươi chờ ta một chút." Hoa Hiểu Quế theo sau nói vọng tới. Hai bóng hình đằng sau theo sát hai người. Đáng giận, tại sao hắn có thể tìm được phương hướng? thiếu nữ áo hồng dậm chân, nhanh chóng đuổi theo phía sau. Thiếu nữ áo xanh lắc đầu, theo sát thiếu nữ áo hồng. Trong chốc lát sau, lăng tiếu cùng hoa hiểu quế đã đi ra khỏi rừng hoa mai, nhìn thấy bậc thang đi lên ngọn núi chính bích tuyển cát. Cuối cùng đi ra, lão đại chúng ta đi lên. Hoa hiểu quế buông lỏng một hơi nói ra. Không cần phải gấp gáp, nghỉ ngơi một chút, phía sau có người. Lăng tiếu bình tĩnh tươi cười. Người phía sau, hoa hiểu quế nghi ngờ nói quả nhiên không qua một lát hai bóng hình xinh đẹp hiện ra. Lăng Tiếu dù bận vẫn ung dung nhìn hai người, nữ tử áo xanh tuổi hơi lớn, tư sắc trung thượng, thân thể cũng không phải sai, nên mập thì mập, nên tinh tế thì tinh tế, xem như nữ tử thượng giai, nữ tử áo hồng thì xinh đẹp hấp dẫn hơn, gương mặt phấn trang điểm, mắt ngọc mày ngài, da thịt tinh tế sáng bóng như tơ lụa, vòng eo hết sức nhỏ nhắn, trên mặt mang theo chút tức giận, lộ ra vài cay cay khiến người ta ưa thích. Hai vị mỹ nữ theo lâu như vậy có mệt không? Lăng Tiếu cười khẩy nói ra. Hai người này rõ ràng là đệ tử bích tuyển các, nhưng mà dám trêu chọc hắn. Lăng Tiếu đương nhiên tức giận. Cái này, thực xin lỗi vị sư huynh này. Thiếu nữ áo xanh xin lỗi. Nàng vốn phụ trách tiếp dẫn hai người này đi vào. Hôm nay đúng là không đúng, nhưng điều này có thể trách nàng sao? Thiếu nữ áo xanh chưa nói xong, thiếu nữ áo hồng bước lên hai bước, mắt dễ thương đảo qua người của lăng tiếu một vòng, thần sắc tức giận đột nhiên biến thành tươi cười giảo hoạt. Người làm sao phá được mai hoa mê tung trận? Thiếu nữ này vô cùng lớn mật, bộ ngực sữa đáng tự hào sắp chạm vào ngực của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người thiếu nữ thì say mê, nhìn kỹ lại thiếu nữ này này tư sắc chỉ hơi kém vân mộng kỳ, cát bối hơn một chút, tuy nhiên lại thắng ở thanh thuần khả nhân, giống như muội muội nhà bên. Lăng Tiếu lui ra sau một bước, tươi cười ngạo nghễ nói: chuyện này có đáng gì? Nếu như tiểu trận đơn giản này không thể vượt qua thì ta không tu hành cũng được. Nếu như ngươi nói vậy, ngươi có phải là cao thủ trận đạo không? Cô gái hiện ra thần sắc sùng bái, tiến gần Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn qua thiếu nữ này với ánh mắt hưởng thụ, trong nội tâm đắc ý thầm hô, chẳng lẽ gần đây ta có số đào hoa? Cao thủ chưa nói tới, nhưng mà ta cũng hiểu được một hai. Lăng Tiếu đứng thẳng, nói thật ra hắn cũng hiểu biết một chút về trận đồ đơn giản này đây là, hắn kiếp trước đã từng nhất thời cao hứng từng nghiên cứu qua một thời gian ngắn, đáng tiếc cuối cùng chẳng được gì, đều bởi vì hắn không có hứng thú nổi. Người cứ khoác lác đi, thiếu nữ áo hồng khinh bỉ trong lòng trên mặt tươi cười, nói, vậy sư huynh tên là gì? Về sau ta có thể tìm ngươi nghiên cứu một hai hay không? Ách, ta chính là Dược Phong Lăng Tiếu, đây là sư đệ hoa hiểu quế, thời gian của ta có hạn, nhưng mà nghiên cứu trận đạo với sư muội đẹp như thế này, đương nhiên không có vấn đề. Lăng Tiếu nhìn qua gương mặt phấn nộn của thiếu nữ áo hồng rất hưởng thụ. Vũ Tư Tuyết đã sớm dính hoa hiểu quế, Lăng Tiếu không đánh chủ ý lên người nàng. Mà nữ hài trước mặt rất đáng yêu, cũng không đành lòng làm nàng đau lòng, hắn cũng đáp ứng nàng, vậy là được rồi, có rảnh ta đi dược phong tìm ngươi. Cô bé vui vẻ nói ra, kéo nữ tử áo xanh rời đi. Ha ha, bản thiếu gia nhân phẩm đúng là bạo phát mà, liền ngay cả nữ hài đáng yêu như vậy cũng hâm mộ, nhân sinh sao mà sảng khoái thành thơi. Nhìn qua hai nữ đi xa, lăng tiếu cười thầm. Lão đại không hổ là lão đại, nữ nhân tự động đưa tới cửa nhà. Hoa hiểu quế sùng bái nói. Đúng thế, bằng không thì ta làm sao làm lão đại của ngươi đây. Thế nhưng mà, lão đại ngươi không có biết tên của nàng nha không sợ nàng lừa dối à ách không thể nào xem nàng đáng yêu như vậy không giống gặt người a mẫu thân ta từng nói qua nữ nhân càng xinh đẹp càng biết nói dối chán ghét chết không ngờ cho bọn họ ra được thực không thú vị thiếu nữ áo hồng khó chịu quay về nàng vốn định làm khó dễ lăng tiếu cùng hoa hiểu quế hai người một chút không nghĩ tới người ta lại phá trận hơn nữa lại không bị sương mù của nàng quấy nhiễu vừa rồi nàng tận lực nịnh nọt lăng tiếu, chính là chuyển ánh mắt của lăng tiếu, làm cho nhân gia không truy cứu sai lầm của nàng. Nữ nhi ngoan của ta, ai chọc giận ngươi tức giận vậy? Một âm thanh hàm xúc uyển chuyển từ trong phòng vọng ra, một phu nhân xinh đẹp đi ra ngoài. Nàng chính là các chủ bích tuyển các ôn hải yến, mà nữ hài áo hồng xinh đẹp này chính là con gái của nàng, ôn khả điệp. Còn không phải tên gian ác lăng tiếu, ôn khả điệp đáng tức giận, quên người tới là mẫu thân của nàng, phi thường lanh mùm lanh miệng đáp, lăng tiếu gian áp. Nữ nhi ngoan, hắn khi dễ ngươi. Có bị chiếm tiện nghi hay không? Ôn Hải Yến chấn động nói ra. Nương, ngươi nói cái gì đó? Ôn Khả Điệp hơi hơi đỏ mặt im lặng. Chẳng lẽ hắn khi dễ ngươi còn không nhận? Ôn Hải Yến đi tới trước mặt con gái tức giận nói. Không có á, à? ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ôn Khả Điệp làm nũng. Thật không có. Thật không có. Vậy là tốt rồi, ta còn cho rằng hắn lớn mật tới mức khi dễ con gái của ta đấy. Ôn Hải Yến buông lỏng một hơi nói ra, Đương nhiên, từ trước đến nay chỉ có ta khi dễ người khác, không có người nào khi dễ ta. Ôn khả điệp vảnh môi mỏng lên trả lời. Vậy sao? Vậy người nói cho nương biết vì sao biết lăng tiếu, tiểu tử kia không tệ, đáng tiếc bái nhập môn hạ dược phong. Ôn hải yến khẽ thở dài. mươi 333, Bích Tuyền Các. Ôn khả điệp do dự một chút, nói chuyện xảy ra dưới núi vừa rồi, nhưng mà làm chuyện này vạn vẹo, đi một chút. Nói lăng tiếu không cần các nàng dẫn đầu, xông vào rừng hoa mai, cuối cùng còn phá giải mai hoa mê tung trận, lại mỉa mai cách nàng. Ôn Hải Yến hiểu tính cách của con gái, chính là một tiểu ma nữ, nói chuyện chỉ nên tin một nửa, nghĩ đến con gái nàng còn không mang người ta ra khỏi rừng hoa mai, người ta lại tự đi ra nên nàng tức giận. Tiểu gia hỏa này đúng là có vài phần bổn sự, không ngờ phát giải mai hoa mê tung trận. Ôn Hải Yến cảm thấy hứng thú với lăng tiếu hơn. Thời điểm trắc nghiệm độ tinh khiết, lăng tiếu băng thuộc tính đạt tới ngoài 90% đấy. Thôi đi, hắn vận khí cứt chó thì có ôn khả điệp càng nghĩ càng không cam lòng ôn hải yến hiền lành cười nhìn qua con gái đi nương đòi công đạo cho ngươi cái này ta thấy thôi đi ta là đại nhân không chấp nhất với hắn ôn khả điệp cũng không dám bảo mẫu thân của mình tìm lăng tiếu phiền toái vạn nhất việc này bại lộ nàng sẽ bị mắng đi thôi bọn họ muốn đi lấy linh thảo còn phải chờ ta đồng ý đấy ôn hải yến kéo tay con gái cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không lăng tiếu cùng hoa hiểu quế một đường đi lên đỉnh núi cảnh đẹp nơi này kinh diễm quá. Bởi vì nữ tử nơi này không ai không xinh đẹp động lòng người, hoàn mập yến gầy, oanh oanh yến yến, xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẽ, mọi người chấn động. Những nữ tử này chính là đệ tử của Bích Tuyền Các, đệ tử ngoại môn đều có. Hoa hiểu quế coi như bình tĩnh, lăng tiếu lại không được. Hắn từ khi ra khỏi thành vẫn thạch thì một năm qua chưa chạm vào nữ nhân, nhìn thấy nhiều mỹ nữ như thế giống được trong lòng bị kích phát ra, thực hận không thể đè các nàng tại chỗ. Lão đại, người chảy nước miếng, Hoa hiểu quế ở một bên nhắc nhở. a, à, lăng tiếu nuốt nước bọt, giả đoan chính, nói, bụng có chút đói, nhanh đi lấy linh thảo thôi. Kỳ thật là chính bản thân hắn nhìn thấy mỹ nữ nên dị động mà thôi. Lăng tiếu tuấn tú cao ngất, trong nhu có cương, lại mặc áo bò đệ tử nội môn dược phong, không ít mỹ nữ lớn mật vứt mị nhãn cho hắn, càng làm toàn thân của hắn khô nóng. Lúc này một gã nữ chấp sự tiến lên nói chuyện với lăng tiếu cùng hoa hiểu quế. Hai vị tới bích tuyển các có chuyện gì? Vị chấp sự đại nhân này, chúng ta vâng mệnh gia sư tới đây, tới lấy ngàn thiên niên bích đàm thảo, thỉnh thông chi cho các chủ trước. Lăng tiếu đứng đắn nói với nàng, ánh mắt của hắn lại nhìn chầm chầm vào bộ ngực cao ngất của nàng ta. Nữ chấp sự hơi nhíu mày, đáp, các ngươi hơi chờ một chút, ta đi thông báo. Nhưng mà chấp sự còn chưa đi xa, đã thấy ôn hải yến đã đi tới. Bái kiến các chủ. Trong lúc nhất thời nữ đệ tử quanh thân nhau nhao hành lễ với ôn hải yến. Lăng tiếu cùng hoa hiểu quế cũng thi lễ, nhưng mà khi thấy cánh ra ôn hải yến kéo ôn khả điệp, hai người không hiểu. Là sư phó của các ngươi bảo tới đây lấy thiên nhiên bích đàm thảo sao? Ôn hải yến nhàn nhạt hỏi thăm. Dạ các chủ, gia sư nhu cầu cấp bách luyện chế một đám băng hàn đan, đang cần thiên nhiên bích đàm thảo. Lăng tiếu đáp, khoái mắt vụng trộm nhìn qua ôn khả điệp. Băng hàn đan, xem ra chỗ này không nên ở lâu. Ôn hải yến có chút nhíu mày lẩm bẩm, nhìn qua nữ chấp sự chưa rời đi nói minh nguyệt ngươi dẫn hắn đi lấy thiên nhiên bích đàm thảo lăng tiếu cho rằng ôn hải yến nói là hắn vì vậy chắp tay cảm tạ tạ ôn các chủ vì vậy hắn muốn mang theo hoa hiểu quế đi với nữ chấp sự lăng tiếu ngươi lưu lại ngươi đi với nàng ta ôn hải yến chỉ vào hoa hiểu quế nói ra lăng tiếu không rõ nên dừng bước hoa hiểu quế nhìn qua lăng tiếu thấy lăng tiếu nhìn hắn gật đầu vì vậy rời đi với nữ chấp sự không biết ôn các chủ còn có chuyện gì lăng cười hỏi nhưng trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ nàng muốn làm mối cho nha đầu này. Vậy cũng không tốt lắm, bản thiếu gia cũng không phải là người tùy tiện, huống chi ta đã có mộng kỳ, vạn nhất nàng biết rõ thì ta thảm rồi. Nghe nói ngươi đồng thời bái làm môn hạ Dược Phong và Mộc Kỳ Phong, có việc này, Ôn Hải Yến nhìn Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu gật gật đáp, vâng, nhận được hai vị sư phó không bỏ, Lăng Tiếu dã bái Nam Cung sư phó cùng Mộc sư phó. Một đồ hai sư, xem ra ngươi mở tiền lệ trong tông rồi, ngươi nên tự hào ôn hải yến khen nói tiếp vậy ngươi có thể có hứng thú bái vào bích tuyền các hay không băng thuộc tính công kích còn mạnh hơn mộc thuộc tính nhiều cái này lăng tiếu lộ ra vẻ làm khó nói không ra lời hắn tu luyện tam phân quy nguyên khí vốn có ba thuộc tính cùng tu cũng không có tu luyện hỏa băng phong ba thuộc tính cho nên chưa từng nghĩ tới bái ôn hải yến làm sư ngươi cái tên này nương của ta muốn thu lưu ngươi ngươi rõ ràng còn miễn cưỡng như vậy quả nhiên là không biết điều ôn khả điệp bất mãn nói khả điệp không được vô lễ. Ôn Hải Yến hử nhẹ nói, nhưng mà trên mặt không có ý trách cứ. Nàng có thể buông mặt mũi nói ra lời này Lăng Tiếu đã là lần đầu tiên, nếu không phải xem tiềm lực của Lăng Tiếu thật lớn, nàng khinh thường làm thế. Ôn các chủ, đa tạ ngươi nâng đỡ Lăng Tiếu, nếu như ta bái vào làm môn hạ bích tuyển các, chỉ sợ sẽ khiến người khác chỉ trích, huống chi tham thì thâm, Lăng Tiếu nhất tâm nhị dụng còn làm được, nhưng mà nhất tâm tam dụng thật sự là. Lăng Tiếu uyển chuyển địa cự tuyệt. Ân, ngươi nói cũng có đạo lý, việc này ta không miễn cưỡng ngươi." Ôn Hải Yến đáp, lại nhìn qua Ôn Khả Điệp nói, "Vừa rồi ta nghe nói ngươi phá giải Mai Hoa Mê Tung trận, hoàn toàn may mắn. Người tuổi trẻ khiếm tôn là chuyện tốt." Ôn Hải Yến tán thưởng nói một câu, lại nói tiếp, "Đây là con gái của ta, Ôn Khả Điệp, cũng là tiểu sư muội của ngươi, nàng một nữ hài tử cả ngày la hét ở chân núi buồn chán, ngươi xem lúc nào có rảnh mang nàng đi dạo đi." Lần này Lăng Tiếu có chút ngây ngốc nhìn qua Ôn Hải Yến, mà Ôn Khả Điệp cũng sững sờ, sau đó tươi cười vui vẻ như hoa, nói: "Đúng vậy a, à, cả ngày trừ tu luyện thì tu luyện, ta buồn bực muốn chết, Lăng Tiếu sư huynh ngươi có rãnh dẫn ta đi chơi nha." Dứt lời Ôn Khả Điệp chạy tới kéo tay Lăng Tiếu làm nũng, thật giống như đang liếc mắt đưa tình với Tình Lang. Lăng Tiếu càng không hiểu nổi hai mẫu tử này đang đánh chủ ý gì, nhưng mà trưởng lão người ta mở miệng nhờ, không đáp ứng thì quá không biết điều rồi. "Quá tốt, lần sau ta đi tìm ngươi thì không được thoái thác đâu đấy." ôn khả điệp song trưởng vỗ vào nhau, cười nói. Ân, tuyệt đối không. Lăng tiếu vỗ ngực đáp. Tốt rồi, các ngươi người tuổi trẻ nên thân cận nhiều hơn. Ôn Hải Yến nói một câu, kéo ôn khả điệp rời khỏi. Lăng tiếu gãi gãi đầu lẩm bẩm nói, cái này tính toán là cái gì? Chẳng lẽ muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ ta? Bản thiếu ra ý chí kiên định lắm nha. mươi 334, Luyện chế băng hàn đan một. Hoa hiểu quế lấy thiên nhiên bích đàm thảo xong, muốn gặp mặt với vũ tư tuyết một lần, Đáng tiếc chấp sự không chịu lộ ra chút tin tức nào, bất đắc dĩ chỉ chỉ có thể theo Lăng Tiếu rời đi. Sau khi quay về Dược Phong, Nam cung Thường Nhạc triệu tập đệ tử nội môn và chấp sự lại hội nghị. Lăng Tiếu phát hiện rõ ràng thiếu đi vài tên đệ tử chư như thường nhất mạch, ngay cả chư như thường cũng không ở đây, ngược lại đệ tử Dương An và Dương An còn ở đây, còn có thêm một tên tam phẩm luyện dược sư, người này chính là môn hạ thủ tịch của Nam cung Thường Nhạc, Triều Nam Tiên, cũng chính là sư huynh của Lăng Tiếu cùng Hoa Hiểu Quế. Đệ tử chân truyền duy nhất của Dược Phong, Triều Nam tiên tướng mạo xấu xí, tuy nhiên ăn nói có ý tứ, thoạt nhìn là người làm việc chăm chú. Nhưng mà khi biết Lăng Tiếu cùng Hoa Hiểu Quế chính là sư đệ của hắn, hắn cân cần hỏi thăm hai người một tiếng. Lúc này Nam Cung Thường Nhạc ngồi ở thủ tịch mở miệng nói, "Hôm nay triệu tập các ngươi tới này là có chuyện công bố." Dừng một chút lại nói, "Ta nơi này có 300 phần linh thảo luyện chế băng hàn đan, mỗi đệ tử các ngươi lĩnh 50 phần." 3 ngày sau đều phải mang về 50 phần băng hàn đan về đây. Lời này vừa ra mọi người xôn xao. Trong 3 ngày luyện chế 50 lô băng hàn đan nhị giai, độ khó quá lớn. Lần này là nhiệm vụ của tông môn, chuyện quá khẩn cấp, cho nên không quản các ngươi làm phương pháp gì, nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, đây cũng là khảo nghiệm với các ngươi, ai có thể trong 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa tỷ lệ thành đan bảy thành, đều ban thưởng 10 khối hạ phẩm huyền tinh, đạt tới 8 phần ban thưởng 20 khối hạ phẩm huyền tinh không có hao tổn linh thảo ban thưởng một khối trung giai huyền tinh. Nam Cung Thường Nhạc vừa dứt lời, vài tên đệ tử trong điện hưng phấn kêu lên. Một khối trung phẩm huyền tinh tương đương 100 khối hạ phẩm huyền tinh. Ban thưởng này không thể nói là không lớn. Dược phong là trừ tử thiên phong ra, nơi này giàu có hơn bảy phong khác nhiều lắm, lời này không giả chút nào. Làm luyện dược sư, tuy bọn họ là phần tử tông môn, nhưng mà luyện chế đan dược cũng cần thù lao, không có khả năng ngồi không ăn núi, cho dù thu tiền tài của đồng môn không nhiều nhưng là mà tính gộp lại là một con số khổng lồ huống hồ thường cách đoạn thời gian còn được cung cấp đan dược cầm gia đấu giá hội của thành tử thiên đấu giá cũng có thu nhập khổng lồ trừ tiến cống cho tông môn một số gia còn lại là do dược phong tự hành phân phối tốt rồi các ngươi đều tán đi sư đệ và nam tiên lưu lại nam cung thường nhạc cấp cho mọi người đủ số linh thảo liền cho bọn họ rời đi trong đại điện chỉ còn lại nam cung thường nhạc dương ăn cùng với chiêu nam tiên sư huynh có phải bên kia xảy ra đại sự không dương an nói trước có lẽ không còn lâu nữa dương độc bên kia càng ngày càng nhiều may mắn cũng chỉ là rất nhỏ chỉ cần đầy đủ băng hàn đan là có thể áp chế được hôm nay chư sư đệ nhân thủ báo nguy cho nên bảo ta ngày đêm luyện chế băng hàn đan đưa tới thần sắc nam cung thường nhạc ngưng trọng nói ra đã như vậy vì sao không cho người rút toàn bộ chẳng lẽ mọi người không căm tâm sao dương an khó hiểu nói nơi nào còn có không ít tài nguyên không có khai thác tông môn tự nhiên không thể dễ dàng buông tha, nhưng mà đã tới khâu cuối cùng, chỉ cần đi nhanh hơn mà thôi, không ngoài hai tháng mọi người sẽ rút đi, ta cho các. Ngươi lưu lại chính là bảo hai người các ngươi động thân đi tới nơi đó, trợ giúp Chu sư đệ. Nam Cung Thường Nhạc nói, còn có hai tháng, có lẽ còn chịu được, nhưng mà phương diện linh thảo không biết có đủ không. Dương An trầm ngâm nói, có lẽ đầy đủ, các ngươi hiện tại lên đường đi, ba ngày sau ta sẽ cho người hộ tống băng hàn đan đi qua. Nam Cung Thường Nhạc nói, Lúc này Chiêu Nam Tiên vẫn không mở miệng nói, sư phó, chỗ đó nhiều dương độc như thế, có phải là trong truyền thuyết? Chiêu Nam Tiên còn chưa nói xong, Nam Cung Thường Nhạc đã ngắt lời. Không có khả năng, nếu chỗ đó có vật kia, hiện tại chỉ sợ đã biến thành địa ngục, làm sao cho chúng ta tùy ý khai thác chứ? Chuyện đó đi ra ngoài không được nói lung tung, bằng không chỉ sợ sinh ra đại loạn. Nhìn thấy biểu lộ nghiêm túc của Nam Cung Thường Nhạc, Chiêu Nam Tiên gật đầu, không nói nữa. Lăng Tiếu cùng Hoa Hiểu Quế sau khi nhận nhiệm vụ, liền đi vào phòng luyện đan của mình, bắt đầu luyện đan. Băng hàn đan, đây là đan dược nhị giai, phục dụng đan dược này trong hai ngày có thể chống lại nóng bức, phòng ngừa dương độc xâm nhập, đồng thời lại có thể chấn áp và trừ khử dương độc trong người. Tuy lăng tiếu không biết tông môn cần nhiều băng hàn đan làm cái gì, nhưng nếu như hạ đặt nhiệm vụ thì phải toàn lực hoàn thành, huống hồ muốn luyện chế đan dược nhị giai với hắn mà nói chỉ là chuyện dễ dàng. Nam Cung thường nhạc cho kỳ hạn 3 ngày luyện chế 50 lô băng hàn đan, Lăng tiếu ngày đêm luyện chế thì qua hai ngày đã hoàn thành, hơn nữa thành đan là trăm phần trăm. Trải qua hơn một năm khổ luyện diễm ảnh thủ đã, có thể đánh ra 36 đạo trường ảnh, tốc độ nhanh khiến người ta tặc lưỡi, hiệu suất càng không ai so sánh được. Đương nhiên lăng tiếu vẫn bất mãn với trạng thái của mình bây giờ, hắn còn cần mục tiêu rất cao để tiến tới. Tuy nói hôm nay hắn đã là tam phẩm luyện dược sư, thế nhưng mà luyện chế tam phẩm đan dược cũng không nhiều, cũng không dám giống chống khua chuyên trong tông hai là linh thảo luyện chế đan dược tam giai không nhiều lắm hắn biết rõ chỉ cần mình sau khi đột phá linh sư giai hắn sẽ mang thân phận tam phẩm luyện dược sư công bố ra vậy thì càng dễ dàng khiến người ta tiếp nhận bằng không thì người ta sẽ đối đãi hắn như quái vật ba ngày sau tất cả mọi người tập hợp trong đại điện tất cả các ngươi lấy đan dược ra đi nam cung thường nhạc nhàn nhạt, nhạt nói ra lúc này trong chàng năm tên đệ tử đều đặt đan dược trên mặt bàn mỗi một người đều tươi cười tự tin chỉ có lăng tiếu là không quá để ý Lão đại, lần này ngươi luyện bao nhiêu viên? Hoa Hiểu Quế bên cạnh cười nói, xem bộ dáng của hắn thì xác suất thành công không thấp. Sau đó ngươi sẽ rõ." Lăng Tiếu nhàn nhạt đáp, lúc này đã có chấp sự muốn kiểm kê số lượng. Tề Siêu toàn bộ, tổng cộng luyện chế 305 khỏa, tổn thất 195 khỏa, tỷ lệ thành đan 6 thành. Chấp sự kiểm kê số lượng đan dược của Tề Siêu nói ra. Thiên phàm, tổng cộng luyện chế 360 khỏa, tổn thất 140 khỏa, tỷ lệ thành đan 7 thành, Trần Trương, tổng cộng luyện chế 420 khỏa, tổn thất 180 khỏa, thành đan 8 thành 2. Ba người được gọi tên là đệ tử Dương An, kế tiếp chính là đan dược của Hoa Hiểu Quế. Hoa Hiểu Quế, tổng cộng luyện chế 380 khỏa, tổn thất 120 khỏa, tỷ lệ thành đan 7 thành 6. Chương 335, luyện chế băng hàn đan 2. Vừa tuyên bố tỷ lệ thành đan của Hoa Hiểu Quế, thì Nam Cung Thường Nhạc tươi cười yếu ớt, xem ra rất hài lòng với biểu hiện của Hoa Hiểu Quế xác thực hoa hiểu quế vừa nhập tông một năm, liền từ nhất phẩm luyện dược sư tăng lên tới nhị phẩm luyện dược sư, hơn nữa tỷ lệ thành đan ngoài bảy thành, thiên phú có thể nói là bất phàm. Phải biết rằng ba tên đệ tử Dương An đều hơn 30 tuổi, tiến tông cũng đã có không ít năm, mà hoa hiểu quế mới 18 tuổi, so sánh cả hai thì ai cũng thấy ai xuất sắc hơn. Lão đại đến ngươi, nhìn ngươi tràn đầy như vậy, chắc hơn tám thành đấy. Hoa hiểu quế phi thường khẳng định. Lăng tiếu cười cười từ chối cho ý kiến, tên chấp sự kiểm kê số lượng đan dược của lăng tiếu. Ai ngờ hắn đếm một lần lại đếm một lần, thần sắc thập phần cổ quái. Nam cung thường nhạc bất mãn nói, đếm thế nào rồi? Đã đếm xong, tay của tên chấp sự run rẩy, buông toàn bộ đan dược xuống nói ra. Lăng tiếu, tổng cộng luyện chế 500 khỏa đan dược, không có hao tổn, tỷ lệ thành đan 10 thành. Lời này vừa ra trong đại điện lập tức tĩnh mịch một lúc, tất cả mọi người dùng thần sắc không dám tin nhìn qua lăng tiếu. Vài tên đệ tử Dương An trong lòng thầm mắng, thằng này nhất định ăn gian. Nhưng mà Hoa Hiểu Quế vẻ mặt sùng bái hoảng sợ nói ra. Lão đại quá biến thái. Chút chuyện nhỏ mà thôi. Lăng Tiếu thấp giọng đáp. Vì một khối trung phẩm huyền tinh, Lăng Tiếu cũng sẽ không lưu thủ. Mặc dù nói huyền tinh trong không gian giới của mình không ít, thế nhưng mà loại vật này đến linh sư giai thì không đủ. Nam Cung thường nhạc hài lòng nói, tốt, Lăng Tiếu ngươi rất không tồi, Trần Trương cũng xuất sắc, các ngươi phải cố gắng không ngừng, mau chóng đột phá đến tam phẩm chi cảnh biết không những người khác cũng không được lơ là. Mọi người đều ứng một tiếng, sau đó chấp sự cấp huyền tinh cho mọi người, chỉ có tề siêu không đủ bảy thành nên không có, thần sắc xấu hổ khó coi. Lăng tiếu lưu lại, những người khác tán đi. Nam cung thường nhạc tuyên bố. Rất nhanh trong đại điện chỉ còn lại có nam cung thường nhạc cùng lăng tiếu. Lăng tiếu A, không thể ngờ tiểu gia hỏa ngươi lại cho ta kinh hỉ lớn như vậy, rõ ràng không lãng phí chút nào, cho dù là tam phẩm luyện dược sư cũng không có tỷ lệ thành đan như ngươi đâu. Nam Cung Thường Nhạc hiếp mắt nhìn qua Lăng Tiếu Lăng Tiếu nhẹ khẽ chấn động trong nội tâm nghi hoặc chẳng lẽ sư phó nhìn ra đây đều là công lao do sư phó bình thường dạy bảo Lăng Tiếu đáp nói thật ra Nam Cung Thường Nhạc cùng Mộc Hòe hai vị sư phó nhất là Mộc Hòe đối với Lăng Tiếu không bụng cái gì mà Nam Cung Thường Nhạc thì tốt hơn với Hoa Hiểu Quế chỉ nhìn bình thường Nam Cung Thường Nhạc nhiều đặt nhiều tâm tư vào Hoa Hiểu Quế là biết rõ nhưng mà Lăng Tiếu cũng không chú ý nhiều như vậy Nam Cung Thường Nhạc cũng truyền thụ không ít tâm đắc luyện đan cho hắn. Đây là do ngươi cố gắng mà thôi, chắc hẳn chờ ngươi đột phá linh sư giai thì ngươi sẽ thành tựu tam phẩm chi cảnh." Nam Cung Thường Nhạc khẽ thở dài. Nhớ ngày đó hắn tuổi như Lăng Tiếu cũng chỉ là luyện dược sư vừa xuất đạo a, so sánh với Lăng Tiếu thì thiên phú kém quá xa, nhưng mà không biết Lăng Tiếu đi được bao nhiêu xa. Một ít thiên tài thời điểm ban đầu vô cùng kinh diễm, thế nhưng mà đến hậu kỳ lại làm cho người ta thất vọng, mượn Liễu Đông mà nói, hắn chính là một ví dụ rất tốt cũng có không ít thế hệ vắng vẻ không nghe thấy, đến hậu kỳ mới quật. Khởi như sao băng, đây chính là có tài thành đạt muộn. Tuy nói người trước không nhất định yên lặng, nhưng mà mọi sự có khác. Nam Cung thường nhạc tự nhiên không hy vọng lăng tiếu chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Hắn đã thu lăng tiếu làm đồ đệ, dễ nhiên là muốn lăng tiếu vượt qua hắn, mà hắn càng chú ý hoa hiểu quế phát triển, đó là xuất phát từ tâm. Đệ tử tự nhiên sớm ngày thành tựu tam phẩm chi cảnh, nhất định không phụ kỳ vọng của sư phó. Lăng tiếu đáp, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, bước tiếp theo là trùng kích tứ phẩm chi cảnh a. Ân, ngươi có suy nghĩ như vậy là tốt, hiện tại bảo ngươi lưu lại là có chuyện phân phó ngươi đi làm, không biết ngươi có bằng lòng hay không?" Nam Cung Thường Nhạc nói. "Sư phó cứ việc phân phó." Lăng Tiếu đáp, trong nội tâm cũng nghi hoặc khó hiểu. Nam Cung Thường Nhạc gật gật đầu, sau đó ném đồ vật cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu tiếp được, thình lình phát hiện đây là một chiếc nhẫn. Đây là không gian giới? vốn phải tới đệ tử chân truyền mới cấp cho nhưng mà tình hình hiện tại gấp gáp ban thưởng sớm cho ngươi vậy ngươi tích một giọt máu vào đó nó sẽ tự động nhận chủ nam cung thường nhạc giải thích không gian giới lăng tiếu sững sờ kinh ngạc một hồi hắn không nghĩ tới nam cung thường nhạc lại ban thưởng cho hắn không gian giới chân quý như vậy nam cung thường nhạc nhìn qua biểu lộ kinh ngạc của lăng tiếu thì cười nói đúng vậy nhiệm vụ lần này là cho ngươi mang băng hàn đan đưa đến lửa diễm hỏa cốc giao đan dược cho chu sư thúc của ngươi ngươi cùng đi theo các sư huynh và sư tỷ. Lăng tiếu sững sờ khó hiểu hỏi, tại sao sư phó phái ta đi? Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Thiên hạ không có cơm chưa miễn phí, lời này đúng vậy. Nam cung thường nhạc vô duyên vô cớ cho hắn không gian giới vô cùng chân quý, đưa đan dược không phải chuyện đơn giản. Đây là một sư phó của người hướng tông chủ thỉnh cầu, bằng không thì chuyện tốt bực này làm sao rơi vào người của ngươi? Nam cung thường nhạc cười nói, mộc sư phó, trong lòng lăng tiếu cảm động không hiểu, trong mắt người khác thì mộc hoài là người keo kiệt nhưng mà trong mắt lăng tiếu hái là người hùng hồn đáng yêu nam cung thường nhạc bảo lăng tiếu mang toàn bộ băng hàn đan cùng với mấy trăm phần linh thảo luyện chế băng hàn đan đi tuy nói trên đường sẽ có sư huynh sư tỷ phụ trách an toàn nhưng mà nhiệm vụ lần này không được thất bại giáp phòng vệ này xem như lễ vật nhỏ của vi sư trong tay nam cung thường nhạc lóe lên xuất hiện một cái áo giáp lăng tiếu nhìn qua cái áo giáp này và phát hiện nó là huyền khí ô oh, xem ra nhiệm vụ lần này không nhẹ a à. Lăng Tiếu tiếp nhận vệ giáp, trong lòng nghĩ thầm. Hộ tống đan dược là một chuyện, chuyện khác chính là ngươi ở diễm hỏa cốc, phụ giúp các sư thúc và sư huynh luyện chế băng hàn đan. Việc này đi tới đó cần hia tháng, mục sư phó hy vọng ngươi lần này đi ra ngoài có thu hoạch, sau khi trở về có thể khắc chế tâm ma, sau đó đột phá linh sư giai. Nam Cung thường nhạc đi tới trước mặt Lăng Tiếu vỗ vai một cái. Đệ tử quyết không phụ hai vị sư phó sự phó thác. Lăng Tiếu trịnh trọng đáp, Nhiệm vụ lần này kỳ thật vô cùng đơn giản, chỉ là hộ tống đan dược, nhưng lại có người chiếu ứng, chắc hẳn không có gì ngoài ý muốn, đến chuyện sau đó chỉ là luyện chế băng hàn đan thôi. Chương 336, cơ hồ tất cả nam nhân đều. Việc này ai cũng có thể đi làm, nhưng mà Mộc Hoài lại giúp Lăng Tiếu lấy được chỗ tốt, rất rõ ràng là giúp Lăng Tiếu đi ra ngoài buông lỏng một chút, sau khi Lăng Tiếu trùng kích linh sư giai thất bại, người bình thường sẽ xuất hiện kinh mạch tổn hại, huyền lực rút lui, thế nhưng mà Lăng Tiếu chỉ hôn mê một tháng, sau khi tỉnh lại cảnh giới không có việc gì, chỉ cần vượt qua tâm ma thì tin tưởng lăng tiếu đột phá không thành vấn đề. Nhưng mà Mộc Hòe cũng không biết, lúc trước lăng tiếu tuy trùng kích linh sư giai thất bại, nhưng mà hắn cũng không có tâm ma gì đó. Ngược lại trong thức hải câu thông với thiên âm phong châu một phen, hắn mở rộng thức hải lên nhiều lần, thu hoạch tương đối khá. Hắn cao hứng còn không kịp, làm sao tạo thành tâm ma cơ chứ. Nhưng mà lần này đi ra ngoài lăng tiếu đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn xác thực cần điều dưỡng tâm tình của mình, cảm thụ sự tồn tại của linh khí, khiến cho mình có thể mau chóng đột phá linh sư giai, mà không phải vẫn ở trong tông môn, chuyện này sẽ trở ngại tâm tình của mình. Nếu để cho người biết rõ Lăng Tiếu, bởi vì đi ra ngoài xử lý công việc đạt được không gian giới, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đỏ mắt, bởi vì chỉ có đệ tử chân truyền của tông môn mới được ban cho không gian giới. Nghỉ ngơi một ngày, Lăng Tiếu được chấp sự nội môn dược phong dẫn đầu đi tới quảng trường tông môn. Lúc này trong sân rộng tập hợp mấy người trẻ tuổi Lăng Tiếu thình lình phát hiện trong đây có không ít người quen, nhất là một đạo thân ảnh màu lam nhạt, quả thực làm cho hắn không dám tin. Nàng cũng cùng đi. Quá tốt. Lăng Tiếu hoảng sợ nói thầm. Lăng Tiếu, ngươi đã đến, chúng ta đang chờ ngươi. Chấp sự nội môn hình chiến thiên nhìn thấy Lăng Tiếu xuất hiện, lập tức cao giọng hô lên. Bái kiến hình chấp sự, Lăng Tiếu phục hồi tinh thần lại hành lễ với hình chiến thiên. Ha ha, hảo tiểu tử, thành đệ tử dược phong còn khách khí như vậy, khó được, thật sự khó được hình chiến thiên vỗ vai của lăng tiếu nói ra hắn ngày đầu tiên nhìn thấy lăng tiếu đã cảm thấy hắn bất phàm huống chi lăng tiếu không chỉ đệ nhất trong lần tuyển bạt còn làm phong chủ các phong tranh đoạt lấy làm đồ đệ chuyện này hắn càng coi trọng lăng tiếu đồng thời cũng hiểu được cần phải tranh thủ quan hệ với lăng tiếu nói không chừng tiểu tử này ngày sau còn trở thành cao tầng của tông môn đấy hình chấp sự nên xuất phát không xa truyền tới tiếng thúc giục ân tốt tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát Hình Chiến Thiên dường như cực kỳ kiêng kỵ người nọ, lập tức kêu to với mọi người. Lăng Tiếu nhảy lên Thanh Phong Ưng cấp 2 do chấp sự dược phong chuẩn bị, nhưng mà thời điểm hắn lên thì có thân ảnh mềm mại xuất hiện. Lăng Tiếu nhìn qua, lại không ngờ đạo thân ảnh này chính là Tử Thiên Tông Ngọc Liệt Diễm. Hôm nay cô nàng này mặc một thân tơ lụa màu đỏ, mái tóc đơn giản, thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng dễ chịu, đôi mắt liếc xéo câu hồn đoạt phách, lộ ra nét hấp dẫn động lòng người, mùi thơm cơ thể nhàn nhạt bay vào mũi, khiến thú huyết sôi trào. Diễm sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Tiếu làm động tác khó hiểu. Nói thật hắn hiện tại cũng không dám ngắt hoa gẹo cỏ, không xa có thân ảnh nhìn chằm chằm vào hắn, vạn nhất nàng cho rằng mình và Ngọc Liệt Diễm có một chân, vậy thì phiền toái lớn. Hắc hắc, thanh phong ưng của ngươi không tệ nha, ta cưỡi cùng với ngươi. Ngọc Liệt Diễm phong tỉnh vạn trùng cười ngọt ngào với Lăng Tiếu. Hai người ngồi gần như vậy, người không biết sẽ cho rằng hai người là tình lữ đấy. Không được, ta có nhiệm vụ tại thân, Diễm sư tỷ không nên đùa. Lăng Tiếu vẻ mặt đau khổ nói ra. Ngọc Liệt Diễm thấy Lăng Tiếu nói khó xử như vậy, cũng biết tông môn có nhiệm vụ khẩn cấp, lúc này giả vờ tức giận dậm chân một cái trở lại thanh phong hạc của mình, nhìn qua Lăng Tiếu trong nội tâm thầm hô, sớm muộn người cũng thần phục dưới váy của ta. Không được, tuyệt đối phải giữ khoảng cách với cô nàng này, bằng không thì Mộng Kỳ sẽ hiểu lầm, vậy thì thảm. Bỗng nhiên Lăng Tiếu cảm thấy sau lưng lành lạnh, đạp thanh phong ưng cho nó bay lên cao. Lúc này toàn bộ thanh phong hạc và thanh phong ưng cùng cất cánh, lần xuất hành này có tổng cộng 15 người tất cả, trừ lăng tiếu ra còn có vài tên đệ tử nội môn, còn lại là chấp sự nội môn. Nơi này có mấy người lăng tiếu đều biết, có vân mộng kỳ che mặt, một thân lam sa phong khinh vân đạm đi cùng, còn có băng nhược thủy toàn thân trắng noãn như ngọc, mặc quần áo lụa trắng, có ngọc liệt diễm mị nhãn như tơ, trừ ba đại mỹ nhân gia, có có hoàng giật phong có duyên phận gặp mặt, thạch thiên hậu, còn có vài người lăng tiếu không biết. Trong chấp sự nội môn, Lăng Tiếu nhận thức hình chiến thiên và mạc ai khắc, ba người còn lại không biết thông qua lăng tiếu quan sát trừ hắn ra mỗi người đều là cao thủ linh sư giai chuyện này làm lăng tiếu líu lưỡi băng nhược thủy ngọc liệt diễm hai nữ cùng gia nhập tông môn với hắn không nghĩ tới cách một năm tiến giai nhanh như vậy mặt khác hoàng giật phong thạch thiên hậu cũng đột phá thành linh sư vài tên đệ tử nội môn còn lại cũng đột phá linh sư giai thậm chí có một người là trung gia linh sư lăng tiếu suy đoán những người này là đệ tử đỉnh cấp của tông môn tin tưởng bọn họ không bao lâu nữa sẽ là đệ tử chân truyền còn lại mấy chấp sự nội môn đều có tu vị ngoài trung gia linh sư, mà vân mộng kỳ chính là cường giả vương giai chân chính, là người có thực lực mạnh nhất. thực lực bực này đặt trong thành trì, tuyệt đối là một thế lực đáng sợ. hôm nay trung quanh lăng tiếu theo thứ tự là vân mộng kỳ, băng nhược thủy cùng với ngọc liệt diễm ba nữ đang bảo hộ hắn vào trong, giống như hắn chính là vật quý. cảnh này làm các nam đệ tử cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất là hoàng giật phong hận lăng tiếu thấu xương. vân mộng kỳ ngồi ở trên lưng thanh phong hạc là thủ lĩnh của đội ngũ cũng là người trói mắt nhất cho dù nàng ở đâu tuyệt đối cũng là người được chú ý nhất lăng tiếu nhìn qua lưng ngọc của nàng có chút tự ti đã từng khi nào chính mình từng quyết định phải vượt qua nàng phải đuổi kịp nàng nhưng mà bây giờ phát hiện càng ngày càng xa xôi không ta nhất định phải đuổi kịp nàng sau khi nhiệm vụ này chấm dứt ta sẽ toàn lực tu luyện trong ánh mắt lăng tiếu hiện ra thần sắc kiên định quyết định chắc chắn trước kia hắn dùng một nửa thời gian vào luyện đan hôm nay hắn quyết định đặt nó xuống, sau đó nâng thực lực của mình lên, huống hồ thực lực tăng lên cũng có hỗ trợ luyện đan. Lăng Tiếu sư đệ, có phải vừa ý Vân sư tỷ không? Ngọc Liệt Diễm ngồi thanh phong hạc bên cạnh Lăng Tiếu truyền âm nói. Ngọc Liệt Diễm cùng Lăng Tiếu đều là đệ tử mới, đều phải gọi là sư tỷ, huống chi Vân Mộng Kỳ thực lực cao như vậy, các nàng gọi sư tỷ cũng không chiếm tiện nghi. Chương 337, đến Diễm Hỏa cốc 1. Chiếu theo quy củ của Tử Thiên Tông, phàm là kẻ nào đột phá lên vương giai cũng có xưng hô trưởng lão, nhưng mà Vân Mộng Kỳ vốn là con gái tông chủ, xưng hô này không cần cũng được. Lăng Tiếu cười khổ nói một câu, đúng vậy Liệt Diễm sư tỷ, không ai không có ý theo đuổi Vân sư tỷ cả. Ha ha, Lăng Tiếu sư đệ ngươi đúng là cảm tướng, chẳng lẽ ngươi không biết các sư huynh đằng sau ai không đánh chủ ý lên Vân sư tỷ chứ? Ngọc Liệt Diễm cười càng xinh đẹp hơn. Xác thực, cho dù là nam nhân nào gặp Vân Mộng Kỳ, trong nội tâm chỉ sợ cũng có suy nghĩ này chuyện này có là gì lòng thích cái đẹp mọi người đều có nói không chừng vân sư tỷ phát hiện sư đệ ta là nhân tài kiệt xuất hạ mình gả cho ta cũng không phải không được lăng tiếu không thể không nói như vậy trong lòng hắn đã sớm xem vân mộng kỳ đặt ở vị trí chính thê là ai cũng khó cướp được của nàng lăng tiếu nói ra lời này ngọc liệt diễm càng cười gập người xuống khiến cho người ta chú ý tới nàng lập tức biết mình thất thố sư đệ ngươi thực trêu chọc kỳ thật trừ vân sư tỷ ra chẳng lẽ ngươi không phát hiện người khác cũng mỹ lệ sao Ngọc Liệt Diễm nói lời này chẳng khác gì chim sơn ca đang hót, thẳng vào tim gan của Lăng Tiếu, khiến cho hắn nhìn chằm chằm vào dung mạo của Ngọc Liệt Diễm, thần sắc trở nên si mê. Lúc này một đạo khí lạnh hiện ra sau lưng của Lăng Tiếu. Đột nhiên Lăng Tiếu chấn kinh, thầm hô, cô nàng này đang thi triển mỹ thuật, Lăng Tiếu quay mặt đi, chỉ thấy băng nhược thủy xếp bằng ở trên thanh phong hạc bất động như pho tượng. Chẳng lẽ không phải là nàng, Lăng Tiếu nghi hoặc. Như thế nào đây? Chẳng lẽ sư đệ không cảm thấy sư tỷ rất xinh đẹp sao? ngọc liệt diễm liếc xéo qua lăng tiếu nhỏ giọng nói ra lăng tiếu nghe xong cảm thấy xương cốt như mềm lại lăng tiếu lập tức vận chuyển tam phân quy nguyên khí khiến cho chính mình bảo trì thanh tỉnh lúc này cười nói sư tỷ đương nhiên xinh đẹp nhưng mà ngươi nên cất kỹ mỹ thuật của mình đi bằng không thì ta bị ngươi mê đảo té xuống đất đấy vậy không tốt lắm ngươi là kẻ không hiểu phong tình sư tỷ không đùa ngươi nữa ngọc liệt diễm thấy lăng tiếu không bị mỹ thuật mê hoặc lúc này duỗi duỗi bàn tay lười biếng nói ra lăng tiếu vừa vặn nhìn thấy một màn này dường như bộ ngực sữa của ngọc liệt diễm muốn xé nát cái yếm đỏ lao ra ngoài hắn nhìn qua cảnh này miệng khô lưỡi đáng lần này ngọc liệt diễm cũng không có thi triển mỹ thuật nhìn qua lăng tiếu quay đầu sáng chỗ khác trong lòng ngọc liệt diễm tại cười thầm còn không phải tất cả nam nhân đều háo sắc như nhau sao năm ngày sau đó đoàn người lăng tiếu xuất hiện trong một sơn cốc đỏ hồng phía bắc của sơn cốc này là một tòa thành nhỏ hoang vu nam tiếp giáp một góc hoang tùng sơn mạch từ địa hình mà nói nơi này là một bộ phận của Hoang Tùng Sơn Mạch. Tuy nhiên chỗ này không gần thành Vẫn Thạch rồi, trái lại chỗ này cách thành Vẫn Thạch cực xa. Hoang Tùng Sơn Mạch vô cùng bao la to lớn, tiếp giáp với Hoang Tùng Sơn Mạch có vài chục tòa thành. Mà nơi ở phía dưới bọn người lăng tiếu chính là Diễm Hỏa Cốc. Diễm Hỏa Cốc chiếm diện tích rộng lớn, nơi này kỳ thật là một ngọn núi lớn đã sớm tắt, trong sơn cốc này linh thỏa đều là hỏa thuộc tính, linh thụ cũng có hỏa thuộc tính. Tính tình của linh thú nơi này vô cùng táo bạo, cho dù là linh thú nhất giai cũng hung tàn hơn bên ngoài nhiều lắm xem ra là bị hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng bọn người lăng tiếu đến nơi này tâm tình cũng có xúc động không hiểu chúng ta đi tới nội thành vân mộng Kỳ dẫn đội nói ra thanh phong hạch tới tòa thành bên dưới tất cả mọi người theo sát phía sau trong tòa thành này đều là nhan mã tử thiên tông ở lại có trưởng lão tọa trấn còn có mấy trăm chấp sự ngoại môn có vài tên đệ tử chân truyền và nội môn của xích viêm phong trước khi tới đây nam cung thường nhạc nói sơ qua tình huống của nơi này cho Lăng Tiếu nghe rồi. Hai năm trước một chấp sự của Tử Thiên Tông vô ý đi vào trong hỏa diễm cốc, phát hiện một ít tinh quáng. Tinh quáng đại biểu cái gì? Đại biểu cho huyền tinh không thuộc tính cung cấp cho cao thủ ngoài linh sư giai tiến giai, đại biểu thực lực và địa vị của tông môn. Tây Bắc lớn như thế có 36 tông môn, Tử Thiên Tông xếp hàng thứ 8, trước nó còn có 7 tông môn khác. Nếu như Tử Thiên Tông thu hoạch tinh quang này xong, như vậy trong vòng 10 năm sẽ tăng thứ hạng phải biết rằng cái tinh quáng cũng không phải tùy ý thu hoạch, tư nguyên thường nằm trong tay đại phái, tử thiên tông kiến tông đến nay chỉ mới phát hiện ba tinh quang, cho nên mới phát triển tới bây giờ. Vốn phát hiện quáng, dùng thực lực của tử thiên tông và vận chuyển nhiều nhân mã tới khai thác, nhưng mà hoàn cảnh nơi này cực kỳ ác liệt, căn bản không cho phép sai lầm. Trong phương viên mấy ngàn dặm nơi này gần như không phát hiện tung tích của nước, hơn nữa nơi này quanh năm khô nóng, cho dù là linh sư giai cũng bị tra tấn, trọng chủ yếu là tinh quang khó mà khai phá, nếu có sai lầm sẽ bị hủy diệt. Mặt khác tuy nói tinh quang nằm trong phạm vi quảng hạt của tử thiên tông, thế nhưng mà cách bái nguyệt tông thật gần, vạn nhất để lộ phong thanh, bái nguyệt tông vì thăng cấp tông môn cũng sẽ phát sinh đại chiến. Thế nhưng mà hôm nay xuất ra trận thế này, hiển nhiên đã xuất hiện tình huống như vậy. Phàm là đệ tử thu hoạch tinh quang đều trúng dương độc, cho dù chấp sự hay đệ tử chân truyền cũng không ngoại lệ. Dương độc này sẽ làm đầu óc của người ta táo bạo, tính cách đại biến, dễ dàng mất đi lý trí, lâu dài sẽ khiến người ta tử vong. Tinh quáng hôm nay chỉ khai thác một nửa, một nửa còn lại khó khai thác, tử thiên tông tự nhiên không dễ bỏ qua. Cho nên Dược Phong mới phái đệ tử đi tới nơi này, chấn thủ luyện chế băng hàn đan, phòng ngừa có người chúng dược độc. Nhưng mà bây giờ nhân số nhiều, hơn nữa hiệu quả của băng hàn đan duy trì không bao lâu, lúc này mới hướng tông môn cầu viện. Nam Cung thường nhạc lúc này cho đệ tử luyện ra hơn ngàn viên băng hàn đan, đưa tới trợ giúp lăng tiếu trừ đưa đan dược tới đây còn phải lưu lại trợ giúp chu nhược thường trấn thủ nơi này hai tháng cho đến lúc khai thác xong tinh quáng mới quay về bọn người lăng tiếu yên ổn hạ xuống đất tên trưởng lão của tông môn đi ra năm người này trừ chu nhược thường ra còn lại đều là lão đầu thực sự có thực lực vượt qua nhiều người trong đôi mắt già nua của bọn họ có tinh quang bắn ra ngoài huyệt thái dương gồ lên những người này tuyệt đối là cường giả vương giai lăng tiếu cảm giác vài lão nhân này tuyệt đối còn mạnh hơn lăng lão thái gia của hắn bọn người lăng tiếu thi lễ với lực trưởng lão. Đây chính là nội tình của tông môn sao. Quá kinh khủng, trong lòng lăng tiếu nói thầm, mặc dù nhập tông một năm, nhưng mà hắn không biết trong tử thiên tông có bao nhiêu vương giai. mươi 338, đến Diễm Hỏa Cốc, 2. Hắn chỉ biết trừ chính phong chủ gia, còn không ít trưởng lão tiềm tu. Vài lão nhân trước mặt hôm nay, lăng tiếu không nhận ra bọn họ, không cần nói nhất định là trưởng lão đời trước của tử thiên tông. Tiểu thư, không biết băng hàn đan mang tới chưa, Chu Nhược Thường hỏi Vân Mộng Kỳ, mặc dù Chu Nhược Thường có tu vi linh sư cao giai, nhưng mà hắn lại là tam phẩm luyện dược sư, thân phận đủ để so sánh với cường giả vương giai, cho nên hắn cũng thuộc phạm chủ trưởng lão. Vân Mộng Kỳ giơ tay lên, chỉ vào Lăng Tiếu thản nhiên nói, trên người của hắn. Chu Nhược Thường nhìn qua Lăng Tiếu thì nhíu mày, thần sắc mang theo vài phần khó chịu. Lăng Tiếu tiến lên chắp tay nói, bái kiến sư thúc, sư phụ bỏ ta mang theo băng hàn đan và linh thảo luyện chế tới, còn không nhanh đưa ra Chu Nhược Thường đạm mạc nói: "Nói thật hắn không thích tên sư điệt này, rõ ràng bái nhập Dược Phong, lại bái nhập vào Mộc Kỳ Phong, một đồ hai sư, hành vi này chẳng khác gì đại nghịch bất đạo. Nếu không phải trưởng lão đời trước của Mộc Kỳ Phong xuất hiện, hắn tuyệt đối là kẻ phản đối đầu tiên." Sư thúc, thật muốn lấy ra ở đây, Lăng Tiếu chần chờ một chút. "Bảo ngươi lấy ra thì lấy ra đi, nói nhiều làm gì? Không biết có phải Chu Nhược Thường có bị hỏa độc nơi này ảnh hưởng hay không, không thể áp chế tính tình rồng lớn lên." hoàng giật phong sau lưng lăng tiếu mang theo vui vẻ khi người gặp nạn còn có liễu đông sau lưng chu nhược thường hai người này rất khó chịu với lăng tiếu vậy thì sư thúc tiếp cho tốt lăng tiếu nhíu mày khó chịu không gian giới lóe lên a à, một đống bình đan dược và linh thảo trồng chất nơi này bọn người chu nhược thường nhảy dựng lên bọn họ không nghĩ tới lăng tiếu mang theo nhiều như vậy hơn nữa còn có không gian giới sư phụ bỏ ta mang tới đều ở trong này mời sư thúc kiểm tra lăng tiếu nhàn nhạt nói người trong mắt ngươi có trưởng bối hay không? Chư nhược thường nhìn qua đống đan dược và linh thảo trồng chất như núi nhỏ, trừng mắt quát lăng tiếu. Lăng tiếu làm sao chịu được? Sư thúc, trong mắt của ta không có trưởng bối sao? Lăng tiếu hỏi ngược một câu, nói, vừa rồi chư vị trưởng lão và chấp sư đều nghe rõ ta hỏi ở ngay nơi này sao? Bây giờ lấy ra thì bảo mắt ta không có trưởng bối. Chu sư thúc muốn thế nào mới hài lòng đây? Trong mắt lăng tiếu mang theo ý đùa bỡn, người khác không cho hắn sắc mặt tốt, hắn tự nhiên cũng không cần cho người khác mặt mũi. Ngươi, chư nhược thường mặt đỏ lên, không nói gì nữa. Tốt rồi, chu lão đệ, thu băng hàn đan trước đi, so đo với hài tử làm gì. Một gã trưởng lão lên tiếng nói. Chu nhược thường hừ lạnh một tiếng, trong tay phất lên, thu toàn bộ linh thảo và đan dược vào trong không gian giới. Tiếp theo là trừng mắt lăng tiếu và rời đi. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, tiểu thư ngươi đi theo ta. Trưởng lão vừa nói chuyện nói ra. Vân Mộng Kỳ gật đầu với các trưởng lão khác, đi theo lực trưởng lão rời đi lúc này đám đệ tử chung quanh tán đi chỉ có thạch thiên hậu đi tới trước mặt lăng tiếu không nghĩ đến chúng ta lại trở thành đồng môn hôm nay thạch thiên hậu đã mất đi chất phác trước kia cả người trở nên nội liễm trầm ổn hơn nhiều giống như ngọn núi đứng lặng tại chỗ lăng tiếu cũng có ấn tượng khắc sâu với thạch thiên hậu này lúc đó ra hỏa này còn dùng búa to phách hắn hai cái nhưng mà lăng tiếu cũng không phải là kẻ mang thù ngược lại cực kỳ kính nể tên này có thể không bỏ đồng bạn chạy trốn so với hoàng giật phong còn tốt hơn quá nhiều ta còn muốn báo thù đấy lăng tiếu nhìn thạch thiên hậu nghiền ngẫm nói báo thù sư đệ ta không có đắc tội ngươi nha thạch thiên hậu khó hiểu nói ra trong sơn mạch lúc trước hoàng giật phong tìm phiền não cho lăng tiếu hắn chẳng làm gì lăng tiếu cả nói là không có ta bị thiểm điện điều bắt lấy búa của ngươi chém lên lưng ta hai cái ngươi quên sao lăng tiếu nộ trừng mắt thạch thiên hậu thạch thiên hậu ngẫm lại trong lúc nhất thời ngây người hắn thực không nghĩ đến lăng tiếu lại nhớ rõ như vậy lập tức xấu hổ lần đó là ta sai nếu không nếu không ta cho người đánh mấy chiêu nhìn thấy thạch thiên hậu chân chất lăng tiếu cười ha ha nói sư huynh làm gì lại như vậy sư để nói đùa thôi nếu như sư huynh không ngại chúng ta cùng uống thoái khoái là được thạch thiên hậu sững sờ một chút rốt cuộc lộ ra nụ cười chất phác tốt chúng ta đi uống đi lăng tiếu cùng thạch thiên hậu tìm nơi ngồi xuống uống rượu lăng tiếu từ không gian giới bên lấy hai đàn rượu ra ném một đàn cho thạch thiên hậu đến đây sư huynh chúng ta uống tốt uống thạch thiên hậu tiếp lấy rượu hào sảng ứng một tiếng hai người cùng uống rượu mạnh vào bụng cảm giác khoan khoái dễ chịu hiện ra làm cho người ta cảm giác nóng ấm sư huynh người nhập tông môn đã bao lâu lăng tiếu cùng thạch thiên hậu nói chuyện phiếm hắn cảm thấy thạch thiên hậu này là bằng hữu đáng kết giao hắn mặc dù chất phác trung thực một ít nhưng mà đây là ưu điểm của hắn hắn không giống những người trong bụng đầy dục vọng loại bằng hữu như thế mới đáng sợ, kết giao bằng hữu quý ở thổ lộ tình cảm, chỉ có bằng hữu như thế mới cùng vượt qua gian nan được, cũng tuyệt đối không bán đứng sau lưng ngươi, Thạch Thiên Hậu không nghi ngờ chính là bằng hữu đáng kết giao. Ta nhập môn sắp 4 năm rồi, Thạch Thiên Hậu nhớ lại, Sư huynh Thiên Phú Dị Bẩm, tuổi còn trẻ đã đột phá linh sư giai, tin tưởng rất nhanh sẽ trở thành đệ tử chân truyền. Còn sớm lắm, các ngươi bây giờ không phải có hai người đột phá linh sư giai sao? Chúng nữ mới là Thiên Phú Dị Bẩm sư đệ ngươi cũng không tệ bây giờ đã là huyền sĩ cao giai đỉnh phong đột phá linh sư giai trong tầm tay lại là luyện dược sư thật đáng hâm mộ sư huynh chê cười sư đệ nhiều mà không chuyên thôi hai người nhàn trò chuyện một lúc một đạo nhân ảnh vội vàng chạy tới xem dáng vẻ cực kỳ lo lắng trưởng lão ở đâu nhanh gọi trưởng lão cứu người một nữ tử tư sắc thượng đẳng trên lưng đang cõng nam từ gương mặt đỏ bừng các đồng bạn bên cạnh nàng không ngừng kinh hô xem ra người trẻ tuổi kia gặp chuyện không may lúc này một lão giả từ trong doanh trướng đi ra ngoài hỏi, xảy ra chuyện gì? Lực trưởng lão, mau xem sư huynh đi, hắn sắp không được rồi. Thần sắc của nữ tử thập phần rè chừng nhìn qua trưởng lão nói ra. Buông hắn xuống, cho ta xem xem, tên trưởng lão nhíu mày quát. Gương mặt trẻ tuổi này đỏ bừng, lão giả dò xét người trẻ tuổi đang nổi gân xanh này, móc hai viên băng hàn đan ra, đưa vào trong miệng người trẻ tuổi và quán thâu linh lực vào. Các ngươi nhanh chóng gọi trưởng lão tới đi. Thần sắc lão giả biến đổi, lập tức phân phó đám người bên cạnh. Lúc này đám người chư như thường đi ra. Chư như thường dường như lửa giận còn chưa tan, vẻ mặt tái nhợt và không người nào dám tới gần. mươi 339, Họa hỏa độc. Chư như thường sờ lên mạch đập của sau đó, xé quần áo trước ngực của người trẻ tuổi này, chỉ thấy thân thể của người trẻ tuổi này biến thành đỏ bừng. Hơn nữa từng gân xanh biến thành màu đen, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Nhược thường, có thể cứu không? Lực trưởng lão hỏi. Khó, hòa độc đại khoái nhân tâm băng hàn đan cung chỉ có hắn trèo chống được một ngày một ngày sau hắn phải chết không thể nghi ngờ chư như thường lắc đầu kêu lên cái gì không không muốn a à, các trưởng lão van cầu các người người nhất định phải cứu được sư huynh a à, người nhất định phải cứu hắn nàng nghe xong câu này sắc mặt tái nhợt sau đó không ngừng cầu cứu chư như thường nam tử trước mặt là chính là đệ tử thủ tịch xích viêm phong quý viêm chiếu là người nổi bật trong đệ tử chân truyền hôm nay chỉ mới 18 tuổi đã là trung gia linh sư, mà nữ tử thống khổ ôm hắn chính là đệ tử chân truyền Sích Viêm Phong, tên là Mạc Ái Liên, 26 tuổi tu vị cấp thấp linh sư. Trong Sích Viêm Phong lấy tu luyện hỏa thuộc tính làm chủ, hai người đều được phái tới nơi này làm nhiệm vụ. Kỳ thật tới đây đều là đệ tử kiệt xuất của Sích Viêm Phong, phong chủ Triệu Minh Uyên, hy vọng thấy nơi này hỏa thuộc tính nồng đậm thích hợp tu luyện công pháp, cho nên tiến độ tu luyện ở đây nhanh hơn nhiều. Ai ngờ hỏa thuộc tính nơi này tuy nồng đậm, tuy nhiên lại ẩn chứa hỏa độc, còn được gọi là dương độc vốn tình huống của bọn họ cũng không quá khó khăn hôm nay tông môn đã cho bọn người chư như thường luyện chế băng hàn đan hoàn toàn có thể áp chế hỏa độc thế nhưng mà mạc ái liên trời sinh tính hiếu động huống chi chính mình đã là cao thủ linh sư nơi này cũng không có linh thú gì mạnh mẽ vì vậy bảo sư huynh là quý viêm chiếu hai người đi hàng phục linh thú hộ thân vốn quý viêm chiếu không đồng ý tính tình linh thú nơi này tràn ngập cuồng bạo căn bản khó có khả năng phục dụng thế nhưng mà mạc ái liên tính tình đùa nghịch quý viêm chiếu lại có tình cảm thâm sâu với sư muội chỉ có thể theo nàng vào sâu trong diễm hỏa cốc bắt linh thú như thế rất tốt linh thú không có bắt được quý viêm chiếu bị linh thú căn một cái lập tức bị hỏa độc xâm nhập nên khó giữ tính mạng phải cứu hắn chỉ có hai biện pháp biện pháp đầu tiên là trong ngày hôm nay tìm một cao thủ địa hoàng giai hao tổn tinh nguyên khu trừ hỏa độc giúp hắn một biện pháp khác là luyện chế đan dược ngũ phẩm băng phách đan cho hắn phục dụng bằng không thì thần sắc trừ như thường khó coi nói Tất cả mọi người sau khi nghe xong thần sắc trở nên ảm đạm. Mà Mạc Ái Liên càng khóc lớn hơn, dập đầu với Chư Như Thường cầu khẩn, "Chu trưởng lão, ta van cầu ngươi, ngươi nhất định phải cứu sư huynh của ta. Sớm nói với các ngươi rồi, không được tự tiện hành động, hiện tại gặp chuyện không may khóc lóc làm được cái gì, cho dù sư phụ của ngươi tới đây cũng không cứu hắn được." Chư Như Thường lạnh lùng nói ra. Quý Viêm Chiếu vốn đầy hỏa độc, chỉ áp chế trong người cũng không nhiều, hôm nay lại bị linh thú gây thương tích, con linh thú trong người tích lũy nhiều hỏa độc, Độc tính càng vô cùng mãnh liệt. Hôm nay Quý Viêm Chiếu đã độc tính công tâm, tình huống không khác gì lệ dương của Thành Vẫn Thạch, băng hàn đan không áp chế được bao lâu. Nhược thường, thực không có biện pháp sao?" Vị Lực trưởng lão thần sắc ngưng trọng hỏi thăm. Quý Viêm Chiếu là một đóa kỳ hoa của xích Viêm Phong, đồng thời cũng là đệ tử đắc ý của Triệu Minh Uyên, hắn thực không muốn nhìn Quý Viêm Chiếu vẫn lạc. Lực trưởng lão thứ cho ta bất lực, chư như thường đáp. "Ai, đứa nhỏ Viêm Chiếu này." Lực trưởng lão thở dài một hơi, Mạc Ái liên sắc mặt như cho tàn, càng không ngừng khóc lớn bên cạnh Quý Viêm Chiếu, "Sư huynh đều là ta hại ngươi, đều là ta hại ngươi." Tiếng khóc của Mạc Ái liên làm nhiều người chung quanh chú ý, người nhận ra Quý Viêm Chiếu thì hiện ra thần sắc đồng tình, vẻ mặt không biết làm sao, đây là thế giới cường giả sinh tồn, người chết chỉ là chuyện quá bình thường mà thôi. Thạch Thiên Hậu ở xa xa nặng nề thở dài, "Thật sự là đáng tiếc, Viêm Chiếu sư huynh là thiên tài, làm người không tệ." làm sao đi sớm quá, đến đây, chúng ta nên cạn chén với viêm chiếu huynh, hy vọng hắn sớm ngày thoát khỏi thống khổ. Ai biết thạch thiên hậu vừa nói xong, quý viêm chiếu đang hôn mê bỗng nhiên tỉnh lại. Giết! Giết! Quý viêm chiếu từ mặt đất đứng lên, thân thể lâm vào trạng thái điên cuồng, hai đấm càng không ngừng vung vẩy, từng công kích hỏa thuộc tính hiện ra. Trong lúc nhất thời người chung quanh chật vật né tránh, mà mạc ái liên ở gần quý viêm chiếu bị đánh trúng một quyền, nàng bay ra thật xa. Dừng tay, Lực trưởng lão trầm giọng quát, một tay đè xuống, một đạo lực lượng vô hình bao phủ bốn phía Quý Viêm Chiếu. Quý Viêm Chiếu lập tức bị linh lực đè không thể động đậy, ánh mắt đỏ như máu, trong miệng vẫn không ngừng gào thét, giống như biến thành dã thú đáng sợ. "Sư huynh, ngươi bảo ta không đúng đúng không?" Mạc Ái Liên đứng lên, nhìn qua Quý Viêm Chiếu vẻ mặt như ma quỷ, trong đôi mắt hiện ra ý quyết tử. "Ái Liên, ngươi không thể xúc động." Lực trưởng lão mở miệng quát. "Nào có thể đoán được, hắn vừa nói xong, Mạc Ái Liên liền lấy ra trường kiếm hướng phía chính mình cổ họng xóa đi. Người đứa nhỏ này, lực trưởng lão có ý tứ rèn sắt không thành thép than một tiếng, vắt tay giam cầm Mạc Ái Liên lại. Lực trưởng lão, người cho ta đi cùng sư huynh đi, đều là ta hại hắn. Mạc Ái Liên khóc lóc cầu khẩn. Vài nữ đệ tử chung quanh rơi lệ, trong lòng không ít người cũng xúc động. Những năm gần đây bọn họ truy cầu lực lượng trí cao, bọn họ hơi lơ là thân nhân và người yêu, bọn họ cảm thấy chỉ cần mình cường đại sẽ có tất cả, nhưng hôm nay bọn họ đã cảm nhận được cái gì gọi là lực lượng của tình yêu có lẽ phải gọi là chân tình nhân gian thì chuẩn xác hơn nhiều thời điểm lực trưởng lão không biết làm sao một âm thanh lười biếng nhàn nhạt, nhạt vang lên cần gì phải muốn sống muốn chết chứ người còn chưa có chết mà nếu ngươi chết mà hắn vẫn sống vậy ngươi không phải bị chết rất oan sao lời này vừa ra tất cả mọi người nhìn qua người nói chuyện hắn chỉ có thể sống một ngày ta sống cũng không có ý nghĩa gì mạc ái liên cũng không biết ai lên tiếng nàng bị lực trưởng lão giam cầm căn bản không thể động đậy nhưng mà nàng nghe rõ người ta nói chỉ có thể sống một ngày đúng là không có ý nghĩa giọng nói vang lên lần nữa trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả mọi người biến thành tức giận nhìn sang ý của hắn nói chỉ còn sống một ngày không có ý nghĩa không bằng hiện tại chết thì tốt hơn người nói đúng cho nên ta muốn cùng chết với sư huynh bằng không thì cả đời này ta không thể vui vẻ được mạc ái liên đáp nếu ngươi có dùng khí chết cùng với hắn không biết ngươi có dũng khí sống cùng hắn hay không âm thanh kia lại vang lên Lần này Mạc Ái Liên còn không có lên tiếng, một tiếng nói khó chịu vang vọng, "Lăng Tiếu, ngươi đừng có quấy rối ở đây, cút sang một bên cho ta." Chương 340, khu trừ hòa độc 1. Bây giờ nói chuyện là chư như thường, mà người nói nãy giờ chính là Lăng Tiếu đang uống rượu với Thạch Thiên Hậu. Sư thúc, ta đang khuyên sư tỷ này, vậy cũng tính toán là quấy rối sao?" Lăng Tiếu lườm chư như thường, trong nội tâm nghi hoặc, hai thầy trò này xem ra không vừa mắt với ta rồi, chẳng lẽ đều là vì thiên phú của bản thiếu gia? Ừ, ngươi ít nói nhảm đi, nơi này không phải nơi người nói chuyện, ngoan ngoãn cút sang một bên đi. hai tay chư như thường chắp sau lưng hử lạnh. vừa rồi lăng tiếu làm cho hắn khó coi, hiện tại hắn dùng thân phận trưởng bối áp lăng tiếu, miễn cho hắn không biết trời cao đất rộng. chu sư thúc, chẳng lẽ nơi này là ngươi quản sao? sư điệt nói cũng không có tư cách hay sao? lăng tiếu vẻ mặt cười khẽ hỏi ngược lại, trong lòng của hắn cũng liệt chư như thường vào hàng nhân vật không được hoan nghênh, làm càn, chư như thường tức giận nói tiểu tử không có trưởng bối mà lúc này liễu đông bên cạnh đứng lên chỉ vào lăng tiếu lăng tiếu sư phụ ta chính là trưởng lão tông môn lại là sư thúc của ngươi hắn đương nhiên có thể quản ngươi ngươi lại dám chống đối với trưởng bối của mình còn dám dĩ hạ phạm thượng sư phụ của ta có thể hành quyết ngươi tại chỗ rốt cuộc liễu đông cũng tìm được thời cơ chèn ép lăng tiếu trong nội tâm cười thầm rõ ràng dám đắc tội sư phụ ta thực không biết sống chết cho dù phong chủ ở chỗ này cũng không dám hung hăng càn quấy như thế vị trưởng lão này là, lăng tiếu trần chờ hỏi một câu. Lời này vừa nói ra, sắc mặt liễu đông đen lại, lúc này quát lăng tiếu. Ta là đại sư huynh của ngươi, liễu đông. Úc, thì ra là sư huynh, không phải trưởng lão, vậy ngươi còn không cút qua một bên đi. Vừa rồi sư phụ của ngươi không phải nói chúng ta là, vãn bối không được phép nói chuyện ở đây sao? Lăng tiếu khinh thường đáp trả. Ngươi, liễu đông bị lăng tiếu nói tức giận sắc mặt tái nhợt. Liễu đông lùi lại cho ta, Chư Như thường lạnh lùng nói, nhìn qua Lăng Tiếu Quát, miệng lưỡi bén nhọn, sau khi trở về ta nhất định trục xuất ngươi ra khỏi Dược Phong. Đủ rồi, chuyện Dược Phong các ngươi muốn nhau nhau thì qua chỗ khác đi, đừng làm trò cười ở đây." Lực trưởng lão uy nghiêm quát. Chư Như thường cùng Liễu Đông đều không nói chuyện, chỉ nhìn Lăng Tiếu, tràn ngập lửa giận. "Tiểu tử này quá hư không tưởng nổi, rõ ràng dám ở trước mặt trưởng lão chấp sự, đệ tử chống đối bọn họ, sau khi trở về nhất định sẽ không cho hắn sống khá giả." Lăng Tiếu khinh thường nhìn qua hai người này, lúc này nhìn qua Lực trưởng lão không người nói, "Trưởng lão, ta có biện pháp chữa trị hỏa độc của sư huynh này." Lời này vừa ra tất cả mọi người nhìn qua Lăng Tiếu với vẻ nhạo báng. Chỉ có hai bóng dáng xinh đẹp nhíu mày một cái, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nói mạnh miệng không sợ gió cắt đầu lưỡi. Liễu Đông ở một bên khinh thường một câu. Hiện trường vốn đang yên tĩnh, huống hồ ở đây là cao thủ, Liễu Đông nói ra lời này đều lọt vào trong tai của mọi người, Đại bộ phận người ở đây đều đồng ý với cách nói của hắn. Vừa rồi Trư Như Thường đã nói rõ ràng, trừ phi là cường giả địa hoàng, giai hao tổn chân nguyên giúp Quý Viêm Chiếu khu trừ hỏa độc, hoặc là có ngũ phẩm băng phách đan mới có thể cứu Quý Viêm Chiếu. Thế nhưng mà Lăng Tiếu bây giờ lại nói có thể cứu Quý Viêm Chiếu, đây chẳng phải bác bỏ phán đoán của Chư Như Thường hay sao? Đầu tiên người sáng suốt nhìn qua đã biết, Lăng Tiếu chỉ là một tên huyền sĩ cao giai, cách cường giả địa hoàng giai một trời một đất, điều kiện thứ nhất đã là không thể nào thỏa mãn chẳng lẽ trên người lăng tiếu có ngũ phẩm đan dược đây quả thực là chuyện hoang đường viễn vông ngũ phẩm luyện dược sư trong tây bắc chỉ đếm được một bàn tay những người này đều là đại nhân vật của các tông môn mà luyện dược sư cao nhất của tử thiên tông chính là sư phó của lăng tiếu nam cung thường nhạc nhưng mà hắn chỉ là tứ phẩm luyện dược sư đương nhiên không có khả năng luyện ra ngũ phẩm đan dược cho nên không có người nào cho rằng trên người lăng tiếu sẽ có ngũ phẩm đan dược thế nhưng mà bọn họ đang nghi hoặc vì sao lăng tiếu to gan như vậy dám ở trước mặt trưởng lão khoe khoang khoác lác. Chẳng lẽ hắn không sợ tội coi rẽ trưởng lão hay sao? Lực trưởng lão thì nhíu mày, buồn bã nói, tiểu tử, tuy ngươi có hảo tâm, nhưng mà có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, có biết không? Tốt rồi, ở đây không có chuyện của ngươi, lui ra đi. Trưởng lão, hắn chỉ còn sống một ngày, vì sao ngươi không cho ta thử một lần chứ, có lẽ? Có lẽ hắn thực sự sống không chừng, lăng tiếu nhìn qua lão giả trước mặt, bỏ qua chư như thường, chư như thường trước giờ không vừa mắt với mình, lăng tiếu cảm giác mình không cần phải kính trọng tên này. lực trưởng lão trầm mặc một chút, muốn nói chuyện thì mặc ái liên bị giam cầm kêu to lên, van cầu ngươi, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu sư huynh, ta làm gì cũng được. lăng tiếu, ngươi náo đủ chưa? thật cho rằng ta không trị ngươi được sao? chư như thường tức giận tới cực điểm, nhìn qua lăng tiếu hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân áp qua lăng tiếu, chư như thường chính là cao thủ linh sư đỉnh phong một thân thực lực không phải linh sư bình thường có thể so sánh được tuy rằng lăng tiếu có chỗ dựa tinh thần lực cường đại nhưng đột nhiên bị khí thế của chư như thường đè xuống cũng không dễ chịu ngực cảm thấy như bị tảng đá đè cho rằng thiếu ra dễ khi dễ sao lăng tiếu cũng tức giận rồi vốn chỉ định nói vài câu hiện tại chư như thường dùng khí thế áp hắn nếu không phải hắn có năng lực chỉ sợ đúng là bị khí thế này chấn thổ huyết thời điểm lăng tiếu muốn phản công thì một giọng nói vang lên chư trưởng lão không cần động khí không ngại cho hắn thử một lần ngay sau đó một đạo kính kình vô hình đẩy khí thế của chư như thường ra lăng tiếu mới buông lỏng một hơi nàng vẫn quan tâm ta lăng tiếu ẩn tình nhìn qua vân mộng kỳ và thầm nghĩ trong lòng nếu tiểu thư mở miệng cho hắn thử một a lan đi. nếu như ngươi không trị được thì cút trở về dược phong đi sau đó quay về tìm sư phụ của ngươi nói rõ ràng chư như thường lạnh lùng nói liễu đông bên cạnh vui vẻ khi người gặp họa thạch thiên hậu lúc này đi tới vỗ vai lăng tiếu nói ra sư đệ chớ miễn cưỡng yên tâm tâm lý của ta nắm chắc lăng tiếu cảm kích nhìn qua thạch thiên hậu nhìn qua chư như thường quát to yên tâm đi hào sư thúc nếu ta không trụ hết cho hắn ta tự trục xuất khỏi tông môn ta tự trục xuất khỏi tông môn lời này vừa vang lên làm cho tất cả mọi người nghe được rành mạch tiểu tử này đúng là quá cứng rồi chẳng lẽ hắn thực sự có thủ đoạn gì sao ai biết được có lẽ hắn sớm không muốn ở trong dược phong không thể nào đâu hắn còn trẻ như vậy tương lai bị hủy sao